Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 241. Chương 2401, Tử Đồng Ma Nhãn. Trong dược viên, Độc Vương và Tần Tang truy đuổi theo, Hạc Cao chân nhân ngoài dự liệu không đi theo Tử Lôi chân nhân mà tiếp tục đi sâu vào dược viên. Tô Tử Nam cũng lựa chọn lưu lại, Mạc Hành Đạo còn nhanh hơn y, đã bắt đầu không e dè vơ vét trong dược viên. Dược viên mặc dù rộng, kỳ thật số lượng linh dược vẫn có hạn. Thứ nhất là những linh dược dễ hỏng, yêu cầu hà khắc, linh dược khác nhau dễ dàng sinh ra xung đột. Nhất định phải bố trí trận cấm phức tạp cải biến hoàn cảnh, thỏa mãn yêu cầu linh dược sinh trưởng, thường thường chiếm diện tích rộng lớn. Thứ hai, linh dược có thể được chọn đặt ở Đế Thụ Sơn, đều có giá trị cực cao hoặc là phi thường hy hữu. Loại linh dược này trong Vô Tướng Tiên Môn cũng không quá nhiều. Thứ ba, năm đó ma kiếp đến, tông môn nguy cấp, trong đó đa phần bị hái đi luyện đan, trợ giúp chiến trường, 10 còn không đến 9. Đương nhiên, linh dược chỉ là một phần, hai người vừa ngắt lấy linh dược, tâm thần lại vừa đặt ở trên thân Hạc Cao chân nhân, chú ý động tĩnh của gã. Mạc Hành Đạo và Tô Tử Nam tuy có thù hận, nhưng lúc này còn có thể bảo trì khắc chế. Như thế Hạc Cao chân nhân một mực đi ở phía trước nhất. Hạc Cao chân nhân không ngừng xuyên thẳng qua dược viên, gã xuất thân danh môn đại phái, ánh mắt rõ ràng sắc bén, ngẫu nhiên mới có một loại linh dược có thể khiến gã hứng thú, động thủ phá trận. Cứ thế, Hạc Cao chân nhân gần như lượn quanh một vòng dược viên. Gã một mực phối hợp lục soát linh dược, nhìn như không thấy hai gia hỏa theo sau lưng. Dần dần, Tô Tử Nam và Mạc Hành Đạo không khỏi sinh ra lo nghĩ, hoài nghi có phải bị Hạc Cao chân nhân đùa nghịch, cố ý mang theo bọn họ đi vòng vèo. Bọn gã không chỉ bám theo Hạc Cao chân nhân, bản thân vẫn đang quan sát cấm trận dược viên, cũng không phát hiện chỗ kỳ dị nơi đây. Mạc Hành Đạo vốn không cầu mong gì khác, đạt được những linh dược này cũng đã vui vẻ. Tô Tử Nam từ bỏ đi theo Độc Vương cùng hỏa ma đục nước béo cò, mục đích ma phiên thu hồn của y đã bại lộ, đều đã phòng bị, nên cơ hội rất nhỏ, do đó không khỏi có chút nôn nóng. Tô Tử Nam nhìn đỉnh núi, nhớ tới Tử Lôi chân nhân, không khỏi liên tưởng Hạc Cao chân nhân có phải đang giả vờ giả vịt, kéo chân những người khác ở chỗ này để tránh có người cản trở Tử Lôi chân nhân. Chí bảo kỳ thật tại đỉnh núi, thế nhưng phiền lão ma cùng chư lão ma đang làm cái gì? Thế cục phân loạn, ai có thể biết rõ toàn cảnh? Tô Tử Nam dứt khoát không hao tâm tốn sức, sải bước ra mấy trăm trượng, xuyên qua cấm trận, tới gần Hạc Cao chân nhân, hỏi thẳng, chân nhân đang tìm gì đó? Hạc Cao chân nhân lúc này mới chú ý tới y, liếc qua, đạm mạc nói, bần đạo thu thập linh dược, bổ sung dược viên nhà mình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi bám theo bần đạo lâu như vậy là coi trọng nguyên anh của bần đạo. Trong giọng nói không che giấu ý mỉa mai, không nể mặt mũi. Tô Tử Nam có hai hồn phiên, nơi xa vẫn còn Mạc Hành Đạo cùng khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ thăm dò, nếu bọn y không trở mặt. Gã cần phải cẩn thận một phen, lúc này Hạc Cao chân nhân mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không như sợ cọp. Da mặt Tô Tử Nam khẽ nhăn một cái, tính nói cái gì, chợt nghe một thanh âm gào thét giận dữ. Tiếng gào truyền khắp Đế Thụ Sơn, tại dược viên cũng có thể nghe được, ba người đều ngây người. Tô Tử Nam đang tìm ngọn nguồn khiếu âm, chợt thấy trước người khác thường, thoáng chốc tiếng hạc ré chấn thiên. Hạc Cao chân nhân biến thành tiên ảnh, chui vào một chỗ linh trận. Trong trận ngũ hành linh khí cũng không cân đối, lấy thổ hành linh khí nhiều nhất, bên trong luôn có cát vàng bay cuộn. Bởi vậy có thể suy đoán linh dược trồng ở chỗ này, đáng tiếc bên trong không thấy gì, chính là một tòa không trận. Soạt, không biết Hạc Cao chân nhân sử dụng thần thông gì, hạc ảnh đụng vào linh trận, thân ảnh hơi chậm lại, tiếp theo dễ như trở bàn tay chui vào. Tô Tử Nam cùng Mạc Hành Đạo lướt gấp tới, chỉ thấy bên trong bão cát cuồng vũ, một mảnh mờ nhạt, hạc ảnh tường thiên, lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm, Tô Tử Nam cùng Mạc Hành Đạo không hẹn mà cùng xuất thủ. Chủ hồn ma phiên cùng khôi lỗi công kích gần như đồng thời trúng linh trận, tăng thêm chân thân hai người, uy lực một kích, có thể so với năm vị nguyên anh hậu kỳ hợp lực. Bích chướng do linh trận hình thành không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh sụp đổ, bão cát cuồng bạo bị dư ba sông mở một lỗ trống, mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu lỗ thủng là hạc ảnh mông lung. Trong lúc cấp bách, hai người liếc nhau, giữa bọn y không thể hóa giải thù hận, bây giờ lại bắt đầu liên thủ, đúng là châm chọc lớn lao. Trong phong ấn,
phiền lão ma đánh ra uế âm lân xa, tự biết đã gây đại họa. Tiếp theo liền thấy linh quang ngũ sắc quan miện ảm đạm, khí thế hắc triều đại thịnh, lại cải biến phương hướng, tuôn đến lão. Khiến lão hoảng sợ, huyễn ma thân hóa thành sương mù, lùi về tâm sen. Vạn huyễn u liên bắn ngược về, trốn vào thiên hạo cổ kính. Ầm, hắc triều theo sát tới, trong nháy mắt bao phủ cổ kính. Cổ kính rung mạnh, ở trung tâm đại phóng quang minh, vỡ ra một lỗ hổng thật dài, hắc triều điên cuồng chui vào vết nứt, mắt thấy sẽ chống vết nứt ra, xâm nhập vào. Cổ kính vỡ vụn, mảnh vỡ trong nháy mắt biến mất, như ảo ảnh trong mơ. Hắc triều càng thêm chảy xiết, vừa đi vừa về tìm kiếm, không thu hoạch được gì, tản mát ra ý niệm không cam lòng, đột nhiên hợp quy một chỗ, điên cuồng va chạm ngũ sắc quan miện. Bên ngoài phong ấn, Tử Lôi chân nhân hiện ra pháp thân Lôi Quân, Lôi Đình đều ở trong lòng bàn tay. Tử Lôi cuồng bạo, trong tay lão giống như từng đạo xiềng xích thiên phạt. Thân hóa Lôi Quân, thế thiên hành phạt. Ầm ầm, Tử Lôi chân nhân quan sát chư vô đạo, khí thế như sơn nhạc, lại như lôi uyên, đưa tay là có lôi đình như mưa, oanh kích xuống, đánh rớt từng khúc kiếm hóa kim hồng. Theo sát kiếm hóa kim hồng là Tử Đồng Ma Nhãn, mới là sát chiêu chân chính của chư vô đạo. Nhưng lôi đình vốn có uy năng phá tà, sau khi hiển hóa Lôi Quân, Tử Lôi chân nhân lấy lôi bào, mang đế quan, quanh thân được Tử Lôi bảo vệ, lưu chuyển không ngừng. Tử Đồng Ma Nhãn do gã thi triển, vốn ma tử cách một tầng, lại chịu tầng tầng trở ngại, uy lực giảm đi nhiều, muốn trùng kích Tử Lôi chân nhân thiên trùy bách luyện, hữu tâm cũng vô lực. Chư vô đạo tuy có ma tử tương trợ, vẫn kinh hãi không thôi, phía trên truyền đến khí tức khiến gã tê cả da đầu, dứt khoát buông tha linh kiếm, Tử Đồng nội liễm, đọc thầm kinh văn. Mi tâm vỡ ra, một điểm hắc mang uẩn hóa, giống như mở ra con mắt thứ ba. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2402, Giới Thoái. Vèo, hắc mang đột nhiên không thấy, mà xuất hiện trong huyễn ảnh cung đăng, hình thái biến thành một thanh hắc sắc ma nhận. Ma nhận nhỏ nhắn, so với Tử Lôi đầy trời lộ ra không có ý nghĩa, khí thế cũng cực kỳ yếu ớt. Kỳ thật, đây là khí cơ nội liễm đến cực hạn biểu hiện ra, những nơi ma nhận đi qua, huyễn cảnh tạo ra sao trời đổ sụp, quy về hỗn độn. Bát cảnh cung đăng nhanh quay ngược trở lại, không ngừng hạ xuống từng sợi ánh sáng, tu bổ huyễn cảnh, nhưng không thể ngăn trở ma nhận. Chỉ một thoáng, giữa Tử Lôi chân nhân và ma nhận chỉ có lôi đình cách trở. Tử Lôi chân nhân lâm nguy không sợ, tử mang ngưng tụ trước người, rất giống lôi ấn trước đó. Khác biệt là, phù văn phức tạp hơn, bởi vì lần này trải qua đế quan ngưng tụ mà thành. Lôi ấn hạ xuống, Tử Lôi rong ruổi xung quanh nhao nhao hội tụ lại lôi ấn, trong phút chốc bành trướng gấp mấy lần. Lôi ấn to lớn đón lấy ma nhận, không, nghiêng lệch. Không phải là chư vô đạo không muốn thay đổi phương hướng ma nhận, mà là không có cơ hội. Lôi ấn và ma nhận va chạm, song song diệt vong. Sau một khắc, hai chủng lực lượng mạnh mẽ tan hợp cùng nhau, trở thành một chùm sáng hai màu tím đen, chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền ầm vang bộc phát. Sau đó mới có thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng lòng núi. Tử Lôi chân nhân đã sớm đoán trước, tiến vào cung đăng huyễn cảnh, miễn bị dư ba trùng kích, đồng thời nhẹ phẩy đế quan, đưa Tử Lôi vào trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh trong nháy mắt thay đổi, chờ chư vô đạo kịp phản ứng, đã bị lôi đình vây quanh khắp nơi. Chư vô đạo nhíu mày, mặc dù dự liệu được Tử Lôi chân nhân tọa trấn đệ nhất đạo môn, bản lĩnh không tầm thường, không ngờ thực lực mạnh mẽ như vậy, gã mượn lực lượng ma tử cũng không thể chiếm thượng phong. Cũng may, ma nhận đã tranh thủ được thời gian. Chư vô đạo một mực âm thầm bố cục, rốt cuộc bố thành linh trận, cổ tay rung lên, tượng thần rời khỏi tay, rơi vào trung tâm linh trận, ngồi ngay ngắn ở đó. Toàn thân tượng thần là màu huyết đỏ, yêu dị vạn phần. Lúc linh trận hoàn thành, cũng là lúc bên ngoài huyết tế đến đỉnh phong, nồng đậm huyết khí gần như chảy khắp thân tượng, nhưng con mắt của nó lại bị nhuộm thành màu đen. Tượng thần vốn là tử vật, tại thời khắc này, hai đạo ánh mắt màu đen bắn về phía chư vô đạo, khí tức cường hoành cũng tái giá, rót vào thể nội gã. Thanh âm ken két không ngừng là do xương cốt chư vô đạo bạo hưởng, cũng có kim giáp va chạm phát ra. Chư vô đạo mở hai tay ra, râu tóc cuồng vũ, ma khí ngập trời. Tử Lôi chân nhân cảm nhận được uy hiếp chí mạng trên người gã, hơi biến sắc mặt. Lúc này,
bản thân Chư Vô Đạo lại dâng lên nghi hoặc bởi vì ma tử truyền đến lực lượng còn mạnh hơn nhiều dự đoán. Thông đạo mặc dù thành, ma tử muốn chân chính thoát khốn còn cần thời gian, chậm rãi di chuyển. Tâm niệm câu thông với ma tử, Chư Vô Đạo rất nhanh sáng tỏ ngọn nguồn, nhịn không được cười lên. Còn phải đa tạ phiền sư huynh, có biến số này, tiếp theo cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Đúng vào lúc này, đỉnh núi truyền đến một tiếng rên, một bóng người ngã xuống. Phiền lão ma tránh né hắc chiều, quả quyết làm bể nát hình chiếu cổ kính, gấp gáp trở về, kính phù trước mắt kịch liệt lay động, suýt nữa vỡ vụn theo. Chịu ảnh hưởng còn có huyễn ma thân của lão, trực tiếp bị kính phù đá ra, hiện ra chân thân, cũng bị thương. Có huyễn cảnh tại đây, biến cố trong lòng núi không thể gạt được Tử Lôi chân nhân. Cảm ứng được ánh mắt Tử Lôi chân nhân như lưỡi đao, phiền lão ma đánh đòn phủ đầu, cất giọng quát chói tai, lão mũi trâu kia, ngươi thích xen vào chuyện người khác hả? Vừa quát, phiền lão ma ngừng lại xu thế hạ xuống, quay người muốn bỏ chạy. Đi đâu? Tử Lôi chân nhân hừ lạnh, bát cảnh cung đăng bay lên cao, huyễn cảnh cực tốc khuếch trương, các loại kính phù của phiền lão ma đã bị kéo vào cung đăng huyễn cảnh. Cũng không phải là Tử Lôi chân nhân muốn lấy một địch chúng, nhưng biến cố thay nhau nổi lên. Phát sinh quá nhiều chuyện ngoài dự liệu, Tử Lôi chân nhân cảm giác chẳng lành càng ngày càng đậm, nhưng lại có quá nhiều thứ không rõ. Phiền lão ma lúc này nhảy ra, rõ ràng đã âm thầm làm gì đó. Tiến vào huyễn cảnh, phiền lão ma thấy rõ Chư Vô Đạo biến hóa, lại liên tưởng đến tao ngộ trong phong ấn, đã đoán ra toàn cảnh, bắt đầu biết Chư Sư Đệ ẩn tàng còn sâu hơn tưởng tượng. Phiền lão ma ngửa mặt lên trời thở dài, thông qua thần thức, nói rõ chân tướng cho Tử Lôi chân nhân biết. Trong phút chốc, hai người đồng loạt nhìn về phía tượng thần trong trận. Phía dưới, Chư Vô Đạo mặc kệ hai người trao đổi gì, duy nhất phải làm là giúp ma tử thoát ly phong ấn, ngăn trở tất cả mọi người công kích tượng thần, phá hư thông đạo. Nếu bên kia là Thánh Quân đại nhân, mời Thánh Quân đến, dù chỉ rất ít lực lượng, cũng không ai có thể địch lại gã, lúc này nhất định phải cẩn thận. Thân ảnh Chư Vô Đạo khẽ nhúc nhích, xuất hiện phía trên tượng thần, ngăn trở ánh mắt hai người. Ma khí hội tụ tại chính giữa đôi thủ trưởng, lấy hai đoàn ma khí làm điểm tựa, màn trời u ám ở trên đỉnh đầu mở ra, che lại hết thảy. Giờ khắc này, thiên địa nguyên khí ẩn ẩn rung chuyển. Trước đó cung đăng huyễn cảnh bày ra cũng có cảnh tượng tương tự, theo đó màn trời u ám càng thêm nặng nề. Trong phong ấn, hắc chiều không ngừng nửa khắc, từng lan sóng không ngừng trùng kích ngũ hành miện. Linh quang ngũ hành miện tuy có chút ảm đạm, nhưng có ngũ hành thần cấm trèo trống, vẫn có thể bảo trì ổn định, lù lù bất động ở trung tâm hắc chiều. Khí linh đã phát hiện thông đạo giữa tượng thần và ma tử. Nhưng ngũ hành miện đã bị ô uế, bản thân bất ổn, đứng trước ma tử điên cuồng phản công, khí linh trong lúc nhất thời càng thúc thủ vô sách. Mà đầu thông đạo kia cực kỳ huyền diệu, căn cơ không ở nơi này mà ở ngoài ngàn vạn dặm. Tượng thần uống no vô số máu tươi làm trụ cột, lực lượng liên tục không ngừng quán thâu đến, không phải có thể đơn giản chặt đứt. Ầm, ầm, bị gián đoạn trùng kích, nương theo đó là thanh âm ma tử uy hiếp và mê hoặc. Ngươi thắng không được ta, sao không liên thủ với ta, ma nhiễm một giới. Ngươi ta tranh chấp, sẽ chỉ làm lợi cho người khác. Ngươi quên bọn hắn nô dịch ngươi, trưởng khống ngươi thế nào à, còn muốn trở về sao? Khí linh à, ai không động tâm? Giúp bọn hắn phong ấn ta, ngươi cũng có hạ tràng như vậy, bọn hắn sẽ không cho ngươi cơ hội bù đắp chân tính. Dù đồng ý, cũng sẽ khống chế ngươi, có cạm bẫy chờ ngươi. Ngươi đã từng biết chúng, từng kẻ xảo trá âm tàn, ngươi cảm thấy bằng tâm trí của ngươi là đối thủ của chúng sao? Chỉ có ta, thân ở tuyệt cảnh, thực tình muốn liên thủ với ngươi. Mở ra phong ấn, ta và ngươi lập hồn khế, truyền cho ngươi chân pháp tố linh, ngươi có thể tùy ý tới lui. Nếu không, chờ ta thoát khốn, tất thu ngươi. Từng tiếng thẩm thấu vào ngũ hành miện, đánh thẳng vào tâm thần khí linh. Trong đó những lời đùa cợt kia khiến khí linh tức giận lan tràn. Khí linh vốn không cách nào phản bác. Gửi thân khôn đạo, đổi lại bất cứ người nào trên núi, ở vị trí nó, đều có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa những người khác. Kín đáo thiết kế ra sát cục hung hiểm, chủ đạo hết thảy, hết lần này tới lần khác lại bị nó làm hư. Thế nhưng từ đầu đến cuối, khí linh không nói lời nào, không quan tâm, chuyên tâm vào bản thể. Từng tầng ngũ sắc hào quang nhộn nhạo lên, cọ rửa uế âm lân xa bám vào trên ngũ hành miện, quang trạch dần dần khôi phục. Ngay lúc ma tử không ngừng trùng kích phong ấn,
sơ hở thất túc phân giã kiếm trận đột nhiên phóng đại, cũng cấp tốc truyền ra toàn bộ ngũ hành thần cấm, khiến phong ấn bị ảnh hưởng. Ngũ hành tương sinh còn duy trì, thần cấm không sụp đổ nhanh như vậy, nhưng đã bắt đầu hiển hiện dị thường. Dị tượng xuất hiện trước kết giới lấy phong ấn lực làm cơ sở, thống hợp trận cấm khác trong núi, phong ấn sinh biến, nên truyền đến nơi đây đầu tiên. Tần Tang và Độc Vương, ba người trong dược viên, cùng tu sĩ bên ngoài Đế Thụ Sơn. Tại thời khắc này, đều nhìn thấy trên kết giới là vết dạn lan tràn, bị phong sát nhuộm dần, như từng đầu mãng xà, nhìn thấy mà giật mình. Thân ở giữa, bọn Tần Tang còn nghe được tiếng vang ù ù, vang vọng Đế Thụ Sơn, tâm thần chấn động theo. Tần Tang đang muốn tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn dị biến, trên mặt như hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nâng tay trái trên, chỉ thấy viên huyết nguyệt ấn ký hiện lên ánh sáng nhạt, có cảm giác nóng yếu ớt. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2403, Linh Dược xuất hiện. Bên trong huyễn cảnh cung đăng, Tử Lôi chân nhân biết được chân tướng từ miệng Phiền Lão Ma. Trong thời gian ngắn, tượng thần đã có hơn nửa người nhiễm hóa thành màu đen và huyết sắc phân biệt rõ ràng nhưng lại quỷ dị dung hợp. Quá trình lực lượng ma tử chảy vào thông đạo, càng ngày càng quán thâu vào thể nội chư vô đạo. Thực lực chư vô đạo không ngừng kéo lên, bọn gã muốn câu thông cùng khí linh. Thế nhưng ngay lúc này, khí linh tựa hồ đang một mực chuyên chú cọ rửa ô uế xâm nhiễm bản thể, hoàn toàn không trả lời ma tử kêu gào cùng Tử Lôi chân nhân kêu gọi. Khí linh vô tâm ổn định phong ấn, lúc này có thể nói phong ấn loạn trong giặc ngoài. Ma tử đại phát ma uy, điên cuồng trùng kích có hiệu quả rõ ràng, phong ấn chấn động càng ngày càng kịch liệt, tạo thành dị tượng bên ngoài càng thêm dọa người. Tạch tạch tạch, thanh âm vỡ tan như mưa to gió lớn, vang vọng Đế Thụ Sơn. Từng đầu cự mãng bò đầy kết giới, vết dạn dày đặc như mạng nhện, điểm yếu như thế không thể tiếp tục duy trì. Bục, chỗ sụp đổ thứ nhất xuất hiện, ở chỗ gần đỉnh núi, hình thành một chỗ trống to lớn, vô tận phong sát tiết ra. Ở ngoại giới có thể thấy rõ ràng, phong sát hình thành một đầu vòi rồng màu đen, phóng lên chân trời, cho đến khi xông vào sát trận pháp kiếm trên không, va chạm với pháp kiếm. Ngay sau đó, vòi rồng này càng ngày càng nhiều, qua mấy hơi thở đã trải rộng Đế Thụ Sơn. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, đám người có loại cảm giác Đế Thụ Sơn sắp bị lật nghiêng, đều sợ mất mật, trên núi rốt cuộc đã xảy ra đại chiến gì, dường như muốn đập nát Đế Thụ Sơn. Ngay biên giới Thủ Tướng Điện, một tấm bia đá đột nhiên đứt gãy, nửa phần trên bay ra thật xa, giữa không trung biến thành đá vụn. Bia đá là một kiện trận khí, là một tiết điểm trọng yếu của đại trận hộ sơn Thủ Tướng Điện, bây giờ bị đánh nát từ bên trong. Môn chủ Thái Nhạc Môn Nhạc Lăng Thiên từ phía sau bia vỡ đi tới. Không biết gã ở trong Thủ Tướng Điện gặp chuyện gì, phong trần, mệt mỏi, đạo bào trên thân có nhiều chỗ bị xé rách, cổ tay trái cũng có một vết thương hẹp dài, nhìn giống vết đao. Nhạc Lăng Thiên không vội xử lý vết thương, ánh mắt bị Đế Thụ Sơn hấp dẫn. Theo kế hoạch của gã, cầm tới truyền thừa Thủ Tướng Điện rồi sẽ trèo lên Đế Thụ Sơn, đến lúc đó thế cuộc rõ ràng, có thể căn cứ thế cuộc biến hóa, thong dong làm việc. Lúc này Đế Thụ Sơn không biết đã xảy ra biến cố gì, đi hay là không đi. Nhạc Lăng Thiên trầm ngâm, một đạo linh quang đi khắp toàn thân, pháp bảo khôi phục như lúc ban đầu, cuối cùng vẫn quyết định điều khiển độn quang bay về hướng Đế Thụ Sơn. Lúc này bọn Tần Tang trong núi càng cảm thụ rõ ràng hơn. Thanh âm vỡ tan ở khắp mọi nơi làm lòng người bất an. Có một biến hóa không biết là tốt hay xấu, theo kết giới vỡ vụn, phong sát có chỗ phát tiết. Lúc kết giới vỡ vụn hình thành ba động cũng làm cho phong trận bị áp chế, thanh thế giảm nhiều, phong sát trên núi dần dần mỏng manh, tầm mắt dần khôi phục. Dị biến sắp tiến đến, bên trong dược viên còn tiếp tục truy đuổi, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Hạc Cao chân nhân huyễn hình thành linh hạc, thân pháp linh hoạt, gã bay trong dược viên, một mực phân tích trận cấm trong đó, tính lợi dụng trận cấm chạy thoát khỏi hai người Tô Mạc. Không ngờ hai người lại liên thủ, thực lực quá cường hoành, Hạc Cao chân nhân tạo ra chướng ngại đều không phát huy hiệu quả, bị cường ngạnh san bằng. Hai người Tô Mạc theo đuổi không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể nắm bắt một sợi khí cơ của Hạc Cao chân nhân, bảo đảm không mất dấu. Hạc Cao chân nhân trên tạo nghệ trận cấm khiến bọn gã than thở không thôi, trong thời gian ngắn đã làm được như thế. Tại mấy chỗ, hai người tính chặn đường Hạc Cao chân nhân,
nhưng đều bị nhìn thấu. Sau một phen truy đuổi, dược viên trở nên một mảnh hỗn độn. Ầm ầm, sau lưng là một mảnh thạch lâm ngăn trở. Nghe được âm thanh đứt gãy, Hạc Cao chân nhân biết rõ vẫn không thể vứt bỏ đối phương, trong lòng hừ lạnh, Hạc Ảnh vỗ cánh, đột nhiên bay vụt mấy trượng, theo một tiếng hạc ré rõ ro, tốc độ bạo tăng. Lúc này, trước mặt Hạc Cao chân nhân là một mảnh linh vụ mờ mịt. Hai người Tô Mạc nhìn thấy đều rất kinh ngạc, lúc bọn gã theo Hạc Cao chân nhân đi vòng vèo, cơ hồ đã đi khắp toàn bộ dược viên, nhưng không phát hiện mảnh khu vực bị linh vụ bao phủ này. Thật tình không biết, bọn gã một mực bám theo Hạc Cao chân nhân, tự cho là nắm chắc mấu chốt, nhưng trong lúc vô hình bị Hạc Cao chân nhân che đậy. Hạc Cao chân nhân hành động nhìn không có quy luật gì, kỳ thực một mực đang tìm hiểu biến hóa trận cấm trong dược viên, tìm kiếm nơi này, cũng che giấu chỗ khác. Đương nhiên, loại tiểu động tác này giấu giếm không được lâu, chờ bọn gã kịp phản ứng, tra xét rõ ràng là có thể nhìn thấu. Trên thực tế, hai người làm cũng không sai, mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, chỉ cần nhìn chằm chằm Hạc Cao chân nhân là đủ. Vèo, thế Hạc Ảnh như mũi tên, bay vào linh vụ. Sau một khắc, hai người lướt gấp tới, nhìn thấy linh vụ, ánh mắt tỏa sáng. Hỗn trướng, trong núi vang lên tiếng mắng không kiềm chế được của Phiền Lão Ma. Giờ khắc này, Tử Lôi chân nhân không toàn lực phá hư âm mưu Chư Vô Đạo, ngăn trở cổ ma phá phong, lại đột nhiên từ chiến trường bước ra, lách mình bay lên đỉnh núi. Muốn lưu lại Phiền Lão Ma độc chiến Chư Vô Đạo. Có Tử Lôi chân nhân tại đây, Phiền Lão Ma mới quyết định liều một phen, đổi lại chính lão, thấy tình thế không thể làm, tuyệt không ở chỗ này liều mạng với cổ ma. Ma kiếp tái khởi, hóa thần vô tung, chẳng lẽ ngươi chỉ lo thân mình? Ngữ khí Tử Lôi chân nhân thản nhiên. Chủ nhân một tông huyền môn chính tông, tính tình tu vi Tử Lôi chân nhân. Nguy cơ phía trước, vẫn như trước ung dung không vội. Hết lần này tới lần khác giọng nói này khiến Phiền Lão Ma hận đến nghiến răng, suýt nữa chửi ầm lên. Mắng thì mắng, lão lại không thể cãi lại. Năm đó vô tướng tiên môn không câu nệ đại đạo khác nhau, đạo Phật ma tà không chỗ nào mà không bao gồm, không thiếu tu sĩ tu tập ma công, nhưng khi ma kiếp đến, đều đối xử như nhau. Chưa từng thấy cổ ma có ưu đãi gì với tu sĩ ma môn. Một khi bị cổ ma ma nhiễm một giới, trốn đến chân trời góc biển cũng phí công. Đạo hữu an tâm chớ vội, bần đạo tự có kế sách phục ma, ta đi trước đã. Tử Lôi chân nhân đã có quyết đoán, nhàn nhạt lưu lại một câu, bay đến đỉnh núi. Chỉ một thoáng, đỉnh núi Đế Thụ Sơn đại phóng tử mang, tiếng sấm cuồn cuộn, truyền khắp di phủ. Trong ngoài Đế Thụ Sơn đều có thể nhìn thấy, đỉnh núi là vạn đạo tử lôi, hình như có lôi quân hàng thế, mặc lôi bào, mang đế quan, thống ngự lôi đỉnh, khuất phục tứ phương. Giờ khắc này, bọn Tần Tang đều nhận thấy, nhìn đỉnh núi phía xa, không biết Tử Lôi chân nhân tính làm gì. Ánh mắt Tử Lôi chân nhân đạm mạc, đảo qua các nơi trên núi, vù rơi xuống dược viên. Trong dược viên, ba người lần lượt xâm nhập, linh vụ không còn bị che, hỗn loạn, bộc lộ ra cảnh tượng trong linh vụ. Nơi này không có cảnh tượng kỳ tuyệt mỹ lệ, chỉ có một vũng thanh tuyền, nước suối róc rách, tươi tắn tự nhiên, đặc biệt duy nhất là linh khí rất nồng đậm. Trong thanh tuyền mọc ra một gốc dây leo, cắm rễ vào trong suối, cành lá tùm, xanh tươi ướt át. Dưới lá có hai trái cây như ẩn như hiện, tròn trịa như minh nguyệt sáng trong, linh quang hình thành huyễn ảnh, hình như có tiên quế nguyệt cung, tiên tử múa nhẹ vờn quanh tiên quả. Linh quang thật ra là dị tượng do linh khí nồng đậm tới cực điểm huyễn hóa thành. Loại linh dược này, bọn gã vừa rồi trong cửa dược viên đã gặp qua. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2404, Cửu Bộ Đăng Cơ. Linh tê tiên quả, hai người Tô Mạc biến sắc, kinh hô. Tiếp theo hai, người nhìn thấy Hạc Cao chân nhân đưa tay nhấn về phía trước, một đạo pháp ấn từ trong lòng bàn tay bay ra, chỗ đi tới, cấm chế phòng hộ hình thành quang bích xuất hiện nhiều vết rạn. Linh tê tiên quả chân thực. Lúc ấy, Khôn Đạo kỳ thật muốn dùng linh tê tiên quả chân chính thiết lập ván cục, dù sao tiên quả không giúp ích dược gì khi tố linh, dùng làm mồi nhử hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà cấm chế phòng hộ tiên quả quá mạnh, à còn chưa hoàn toàn phá giải cấm chế, nhị vị chân nhân đạo môn đã muốn rời khỏi, đành phải mượn nhờ trận cấm dược viên, truyền hình bóng dây leo ra ngoài. Tuy là hình chiếu, lại chân chính tồn tại, thật thật giả giả,
mới có thể giấu giếm được một đám đại tu sĩ. Hạc Cao chân nhân lúc ấy khoảng cách gần nhất, lại am hiểu sâu trận cấm, ẩn ẩn phát hiện vấn đề, nhưng không dám khẳng định, dù sao ai cam lòng dùng linh tê tiên quả làm cạm bẫy, quá xa xỉ. Hạc Cao chân nhân một mực tìm kiếm khắp nơi trong dược viên, một vì linh tê tiên quả, hai vì quan sát hướng đi của linh mạch dược viên, cuối cùng tìm thấy. Linh tê tiên quả chân quý nhất trong dược viên không thể nghi ngờ, cấm chế phòng hộ nơi đây liên thông trận cấm các nơi trong dược viên như một nhịp thở, chỗ kiên cố nhất dược viên. Lúc này Hạc Cao chân nhân đã hiểu rõ dược viên như lòng bàn tay, cấm chế phòng hộ không thể làm khó. Răng rắc, cấm chế phòng hộ bị phá, dẫn phát cả tòa dược viên xuất hiện loạn tượng, trong nháy mắt đại loạn. Đang lúc Hạc Cao chân nhân sắp phá vỡ quang bích, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên lao đến, Tô Tử Nam và Mạc Hành Đạo một trái một phải, trực tiếp đánh tới. Tiến vào Di Phủ đến nay, Mạc Hành Đạo rất ít triển lộ phong quang, chỉ có trí bảo như linh tê tiên quả đủ để gã liều lĩnh. Cho dù hợp tác Tô Tử Nam, người đã kết xuống đại thù sinh tử, đắc tội đạo môn, vẫn không tiếc. Hai cái linh tê tiên quả, vừa vặn đủ chia, Mạc Hành Đạo và Khôi Lỗi gần, như hợp thành một thể, khí thế kinh thiên, Tô Tử Nam dung hợp hai chủ hồn, thực lực chỉ hơn không kém, hai người chọn hậu tâm của Hạc Cao chân nhân làm mục tiêu. Chỉ một thoáng, Hạc Cao chân nhân một mình đối mặt hai cường giả đỉnh cao, tiếp nhận đáng sợ áp lực. Hạc Cao chân nhân không quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, từ trong yết hầu vang lên một tiếng hừ lạnh, thân ảnh hóa không, trống rỗng huyễn hóa thành một con tiên hạc màu xanh. Hạc thể chân thật, như xương không nhiễm bụi trần, khí độ như tiên. So trước đó bất kỳ lần nào huyễn hình đều càng thêm thần vận hơn. Trong giây lát, một tiếng hạc ré vang lên, tiên hạc phân ảnh, lấy một hóa thập, 10 đạo hư ảnh, lấy tư thế khác nhau, thân phụ đạo vận. Thập ảnh hiện, pháp trận tức thành, linh hạc thập ảnh. Môn thần thông này của Hạc Cao chân nhân không chỉ cường đại, còn dung hợp thành tựu trận cấm thâm hậu trong đó, sáng tạo thành một thần thông trận pháp. Một người một trận, đối mặt hai người Tô Mạc, không hề sợ hãi, hạc ảnh bồi hồi. Ánh mắt của Tô Tử Nam phát lạnh, bản thể và hai chủ hồn hợp lực, thôi động hắc thước, lưu lại đạo đạo thước ảnh trong hư không, hung hăng đánh đến hạc trận. Thoáng chốc có hạc ảnh tán loạn, Tô Tử Nam lại ngơ ngác, đột nhiên quay đầu, Mạc Hành Đạo nơi đó thanh thế không nhỏ, nhưng uy lực nhân khôi hợp nhất kém xa dự đoán. Tô Tử Nam thấy thế chợt biến sắc, khôi lỗi của Mạc Hành Đạo chẳng biết biến mất từ lúc nào. Cùng lúc đó, bên trên thanh tuyền, cạnh dây leo, bỗng nhiên hiển hiện một nhân ảnh. Khôi lỗi của Mạc Hành Đạo đột ngột xuất hiện, hình thể nhỏ đi, bằng người bình thường. Không chỉ Tô Tử Nam, ngay cả Hạc Cao chân nhân vẫn không khỏi kinh ngạc, không biết Mạc Hành Đạo làm bằng cách nào. Khôi lỗi mặc kệ hai người, đưa tay chụp dây leo. Đang lúc hai người kinh sợ, chợt nghe một tiếng hét trên đỉnh núi. Tử Lôi chân nhân thấy hết cảnh tượng bên trong dược viên, đế quan trên đầu đại phóng hào quang, tự động ly thể, lóe lên nhìn không trung, trong khoảnh khắc hóa sinh lôi vân. Bộ hạ Tử Lôi đâu? Tử Lôi chân nhân nhếch miệng, uy thế như vực sâu. Lôi quân nổi giận, đỉnh núi dao động. Tần Tang, Độc Vương đều bị lôi vân kinh động, bởi vì phong sát xung quanh dược viên bị khí tức trong lôi vân dẹp yên, hai người lại thấy cảnh tượng bên trong dược viên. Linh tê tiên quả, Tần Tang biến sắc, khó trách tìm không thấy trên người Khôn Đạo. Ai mà ngờ, Khôn Đạo còn chưa lấy tiên quả đến tay, đã dám lấy làm mồi nhử. Tần Tang cắn răng, nữ tử kia quả thật điên rồi. Hắn truy kích à, đạt được xích hồng tiên bội, lại bỏ qua cơ duyên hóa thần. Linh tê tiên quả không phải thiên linh lung, đối hắn hữu dụng không nhỏ. Tiên quả đang bị tranh đoạt, bây giờ muốn đi đến đó đã không kịp. Từ lôi vân bắn xuống ba đạo tử quang, đầu nhập thanh tuyền, hiển hóa thành hình người. Bộ hạ từ lôi đình hóa thành, thân mặc lôi giáp, thân sắc nghiệm nghị, một đôi mắt màu tử sắc, không con ngươi, chỉ có lôi ti du tẩu bên trong. Ba bộ hạ tử lôi, khí tức cường hãn, tay cầm lôi tác, trong nháy mắt lao đến bên cạnh khôi lỗi. Phốc! Bàn tay của khôi lỗi đang chụp đến dây leo, thân thể chợt rung mạnh, nhục thân vô cùng cường hoành lại bị lôi tác đâm xuyên qua lồng ngực, hai đạo lôi tác khác thì quấn quanh thân thể khôi lỗi. Không ngờ, khôi lỗi cưỡng ép bắt lấy một quả linh tê, trong nháy mắt khi bị lôi tác quấn chặt thân thể, thân ảnh khôi lỗi chợt nhoáng, bất khả tư nghị tránh thoát lôi tác, tiêu thất hư không. Khôi lỗi chiếm lấy một quả linh tê, quay lại bên cạnh Mạc Hành Đạo,
đại động trên ngực thật lâu không thể khép lại, Lôi Đình du tẩu chỗ vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Âm dương độn thuật. Thời khắc này, Tần Tang, Hạc Cao chân nhân, Tô Tử Nam, Độc Vương thấy vậy, người người chấn kinh. Âm dương độn thuật thuộc về thần thông thiên phú của âm dương quỷ tiêu, sánh ngang cường giả hóa thần. Trong đầu Tần Tang không ngừng hiện lên bốn chữ đó. Lúc hắn nhìn thấy khôi lỗi của Mạc Hành Đạo đã hoài nghi, hiện tại cơ bản xác định Mạc Hành Đạo mua âm dương khôi tinh của hắn. Vạn vạn không ngờ, bên trong khôi tinh lại ẩn chứa môn đại thần thông âm dương độn thuật. Tần Tang thầm cười khổ, hắn nắm bảo sơn trong tay mà không biết, cảm thán mình thật bất tài không bằng sư tỷ. Không thể trách người khác, chỉ tự trách bản thân kiến thức thiển cận. Giao dịch dựa theo như nhu cầu, cần dùng nhãn lực của mỗi người. Hối hận không? Chưa hẳn. Âm dương khôi tinh đổi lấy thiên kết thần võng, nhờ đó hắn tu luyện hỏa chủng kim liên thật thuận lợi. Nếu phân tâm trên khôi lỗi, làm sao có thể đi xa như bây giờ? Tâm niệm đang chớp động, chợt nghe một tiếng bạo tạc, Tần Tang ngưng mắt nhìn, thấy biến cố trong dược viên thay nhau nổi lên. Lôi vân đồng thời bắn xuất một đạo tử lôi ấn, đánh xuống đỉnh núi trong một sơn cốc gần đó. Quang ảnh phân loạn, lôi ấn đánh xuyên qua phong cấm. Trong nháy mắt, Tần Tang thấy một vách núi bằng ngọc, nơi đó. Trong lòng Tần Tang hơi động, lại thấy lôi ấn đang không ngừng công kích ngọc bích. Ầm. Ngọc bích ứng thanh vỡ vụn, trong những ánh mắt khác nhau, mảnh vỡ bay tán loạn, từ trong đó xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, như Phật mà không phải Phật, như đạo mà không phải đạo. Nhân ảnh cao mấy trượng, khí tức mờ mịt, nhấc chân tiến một bước, ngón tay huy động, nhẹ nhàng vạch hư không, lưu lại một đạo quang ngấn. Nhân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, sau đó biến mất, nhưng dư vị kéo dài, quang ngấn hình như ẩn chứa đạo vận sinh diệt. Đám người bất chấp tiếc hận, ngây dại nhìn một màn vừa phát sinh. Đúng lúc này, bộ hạ Tử Lôi từ bỏ truy kích khôi lỗi, ngắt lấy quả linh tê còn lại, lăng không quỳ xuống, nâng bàn tay lên, dâng tiên quả cho Tử Lôi chân nhân. Nhặt tiên quả lên, đưa vào trong miệng. Tử Lôi chân nhân nhìn đạo ngân, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười to, làm đám người bừng tỉnh. Thì ra là thế. Tiếng cười vang vọng, lôi bào nhẹ chấn, Tử Lôi chân nhân cất bước. Trong hư không hình như có bậc thang, ngược lên cửu bộ đăng cơ. Lúc đó, kết giới đã vỡ, hoàn du chu thiên pháp kiếm nhao nhao tránh lui. Kiếp vân sinh, cầu ngọc phiếu. Các bạn đang nghe chuyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2405, Đạo vận. Trong dược viên, khi linh quả bị ngắt lấy, dây leo lập tức khô héo. Linh tê tiên quả chính là thiên tài địa bảo do thiên địa thai nghén sinh ra, cả đời chỉ có một cơ hội thành thục, bị ngắt lấy sẽ quy về thiên địa. Về sau cho dù có người phúc duyên gia thân, tìm được linh căn, cũng không phải là gốc cũ. Hạc Cao chân nhân cùng Tô Tử Nam đồng loạt nhìn về phía Mạc Hành Đạo, khôi lỗi quay trở về. Mạc Hành Đạo không kịp xem xét kỹ tiên quả, cất vào hộp ngọc, vội vàng kiểm tra trạng thái khôi lỗi. Lồng ngực khôi lỗi cơ hồ bị lôi tác đánh xuyên thấu, có thể nhìn thấy tử sắc lôi ti chạy loạn trong vết thương. Bất quá Mạc Hành Đạo kịp thời rời hạch tâm khôi lỗi qua nơi khác nên không bị hư mất. Nhưng lôi lực vẫn như ròi trong xương, tiếp tục phá hư, ảnh hưởng thực lực khôi lỗi. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú đến, trong lòng Mạc Hành Đạo gấp gáp, trực tiếp lấy huyền khí bao khỏa bàn tay, thầm kết huyền ấn, xuyên thẳng vào trong vết thương khôi lỗi, khu trừ tử lôi. Thanh âm phích lịch không ngừng vang lên. Bất quá, thanh âm đều bị âm thanh vô tự ngọc bích vỡ nát ép xuống, ánh mắt của mọi người cũng bị hư ảnh từ sơn cốc đi ra hấp dẫn. Đạo ngân, đạo vận, người tu hành, ai có thể cự tuyệt được loại cơ duyên này? Đế Thụ Sơn lặng ngắt như tờ, cho đến khi bị tiếng cười của Tử Lôi chân nhân làm bừng tỉnh. Thế nhưng tiếp theo vẻ mặt bọn họ lại không phải mừng rỡ khi nghe đạo, mà là nồng đậm không cam lòng, thậm chí còn có thống khổ, muốn vò đầu bứt tai. Ngay lúc này hư ảnh sắp biến mất, khiến bọn họ muốn xem lại trăm ngàn lần. Nói chưa thỏa mãn cũng không thể hình dung cảm thụ của cả bọn hiện tại. Giống như bỏ bao công sức tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc thấy được cánh cửa đại đạo, cửa nửa mở. Hết lần này tới lần khác ở giữa còn cách một tầng bình chướng vô hình, tiến vào không được, chỉ liếc thấy một chút phong cảnh sau cửa. Thế nhưng không chờ bọn họ thấy rõ, ầm, cánh cửa đóng lại. Tất cả mọi người ngạt thở theo, ngoại trừ Tử Lôi chân nhân. Lão còn cách hóa thần chỉ một chút,
ăn linh tê tiên quả, chê nhận thiên cơ, đồng thời xem đạo vận, một khi đốn ngộ, rộng mở trong sáng, rốt cuộc hiểu ra huyền cơ. Hạc Cao chân nhân ngửa đầu, vừa mừng vừa sợ, mừng là do trưởng môn sư huynh đột phá. Sợ là trưởng môn sư huynh chưa tắc cửa ải đã trực tiếp ăn linh tê tiên quả, cưỡng ép đột phá, quá mức gấp gáp, không nằm trong kế hoạch. Cũng may lão thành công, thiên kiếp hóa thần vừa mới bắt đầu, liền triển lộ ra uy áp đáng sợ, khiến lòng người rung động. Đối mặt thiên kiếp, bất kỳ tu sĩ nào cũng không dám xem thường. Vẻ mặt Hạc Cao chân nhân nghiêm túc, có chút lo lắng cho trưởng môn sư huynh, nhưng cũng không quá mức lo lắng. Cách làm ổn thỏa nhất, không thể nghi ngờ là độ kiếp tại bát cảnh quan, lấy bát cảnh cung đang làm đại trận hạch tâm tông môn, mở ra, về sau có tác dụng phụ trợ độ kiếp. Bất quá, Tử Lôi chân nhân chính là người đầu tiên dùng lôi pháp từ lúc tổ sư bát cảnh quan sáng lập ra môn phái đến nay, Hạc Cao chân nhân tự cao tự đại, rất nể phục trưởng môn sư huynh. Một thân huyền công, từ cổ chí kim, bản mệnh pháp bảo của lão cũng là bát cảnh cung đăng, cũng có thể mang đến trợ giúp khi độ kiếp. Thử hỏi, nếu trưởng môn sư huynh độ kiếp thất bại, thiên hạ mấy người có thể thành? Hạc Cao chân nhân đảo mắt trên núi, nghĩ đến đám gia hỏa không có mắt dám ảnh hưởng trưởng môn sư huynh độ kiếp, gã phân ra một phần tâm thần, lưu ý Tử Lôi chân nhân, tùy thời chuẩn bị hộ pháp cho lão. Đồng thời Hạc Ảnh đột nhiên hợp nhất, thẳng đến Mạc Hành đạo, xuyên vân phá sát, thế như bồn lồi. Hạc Hành cửu tiêu, nhưng Tô Tử Nam hành động còn nhanh hơn gã. Thế cuộc biến hóa nhanh như vậy, một khắc trước vẫn là Tô Tử Nam liên thủ với Mạc Hành đạo, sau một khắc Mạc Hành đạo liền biến thành mục tiêu công kích. Linh tê tiên quả không phải dễ cầm như vậy. Không ngờ, Hạc Cao chân nhân nửa đường giống như nghe được cái gì, thần sắc đại biến, trong lòng thầm than một tiếng, cải biến phương hướng, cánh hạc nhẹ vỗ bay lên, bay tới đỉnh núi, trốn vào lòng núi. Hóa thần, Độc Vương và hóa thân Tần Tang sau khi dừng tay vẫn một mực không di động, nhìn thấy trên núi không ngừng biến hóa, có loại cảm giác không theo kịp. Hóa thần Độc Vương bị đạo ngân hấp dẫn tỉnh lại, bình phục tâm thần, ngước nhìn Tử Lôi chân nhân phiêu phù trong kiếp vân, thần sắc giống như tán thưởng lại như hâm mộ. Lão thất phu này, chung quy vẫn là Tử Lôi chân nhân phóng ra một bước này trước. Ngẫm lại bản thân còn đang bôn ba vì cổ vương, tiền đồ chưa biết, Độc Vương đành tự giễu cười khổ. Điểm hóa thân Tần Tang chú ý lại khác với Độc Vương, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kiếp vân quanh Tử Lôi chân nhân, cơ hội quan sát thiên kiếp hóa thần quá hiếm thấy, không được bỏ lỡ. Một bên khác, bản tôn Tần Tang bùi ngùi thở dài. Hắn không thể lục soát bảo vật từ trên thân Khôn Đạo để tự do tới lui trong kết giới, không ngờ Tử Lôi chân nhân trực tiếp đánh nát Vô Tự Ngọc Bích, giúp hắn hoàn thành mục tiêu chủ yếu nhất chuyến này. Hư ảnh đạo vận hiện ra trước mặt bọn hắn, huyền hữu huyền, tuyệt không thể tả. Đám người có thể nhìn thấy đạo ngân, đều có thể từ đó lĩnh ngộ ra một hai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được đạo vận kéo dài, nhưng bọn hắn lại bị tầng bình chướng vô hình kia cách trở, không được đến gần, không cách nào biết rõ. Tần Tang vắt hết óc, tận lực ghi nhớ đạo ngân, khắc vào đáy lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đạo ngân bị lau đi từng chút một, cuối cùng dư vị lưu lại, đạo ngân mờ mịt vô tung, phải làm sao? Tần Tang tin tưởng không phải do tu vi mình không đủ, mà còn có nguyên nhân khác, tâm tình của người ta chắc hẳn không khác mình là mấy. Năm đó, tu sĩ vô tướng tiên môn lĩnh hội Vô Tự Ngọc Bích chắc chắn sẽ không thô bạo như vậy. Chư vô đạo có rất nhiều chỗ không thật, che giấu tin tức mấu chốt. Đương nhiên, Tần Tang cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn trầm tâm ngưng thần, kinh ngạc phát hiện bản thân tựa hồ đột nhiên hiểu rõ rất nhiều việc, từ trong đạo vận lấy được chỗ tốt vượt qua mong muốn. Cẩn thận thể ngộ một phen, ngọn nguồn chính là Phật Cốt Xá Lợi. Phật Cốt Xá Lợi trợ hắn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, uy năng cũng không tiêu hao hết, trước đó bị Tần Tang coi nhẹ hoặc chưa thể hiểu thấu đáo một phần, bị đạo ngân chiếu ra. Chưa hẳn trợ giúp đột phá hóa thần, mà tu luyện tại Nguyên Anh hậu kỳ này có thể giúp hắn quét đi rất nhiều bụi gai. Xích Hồng Tiên Bội, con đường rõ ràng, trên đế thụ sơn hào kiệt cùng nổi lên, có nhiều thu hoạch như thế, Tần Tang đã vừa lòng thỏa ý. Hắn ngẩng đầu nhìn Tử Lôi chân nhân đang sắp độ kiếp, lại nhìn một chút đỉnh đế thụ sơn, trong lúc nhất thời có chút không rõ thế cuộc hiện tại. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2406,
tranh độ. Chẳng biết trên đỉnh núi xảy ra biến cố gì, kết giới vỡ tan, Tử Lôi chân nhân lâm trận đột phá, không biết mọi chuyện liên quan đến nhau không. Như thường lệ lý mà nói, hắn đã hoàn thành mục đích lên núi, vô luận Tử Lôi chân nhân độ kiếp thành công hay không, lựa chọn tốt nhất hiện tại nên rời đi, tránh xa vòng xoáy phong bạo. Đứng trên núi hắn dễ dàng nhìn thấy từng đạo độn quang từ hướng tây nam đang lao vùn vụt đến, viện binh của hai bên sắp chạy tới. Nếu Tử Lôi chân nhân độ kiếp thành công, há lại để cho bọn hắn đem bảo vật của Vô Tướng Tiên môn đi sao? Nhiều suy nghĩ qua đi, Tần Tang nâng tay trái lên, ấn ký trên mu bàn tay càng thêm ngưng thực, tựa như kết thành tử huyết dịch. Sau khi đến Vô Tướng Tiên môn, Tần Tang kích hoạt bí thuật tìm cốt của quỷ mẫu đưa cho hắn, thần văn tạo thành ấn ký, bất quá một mực không thấy động tĩnh, không ngờ lúc này xuất hiện phản ứng. Di cốt của Vu tộc hóa thần trên đế thụ sơn. Thoạt đầu cảm giác nóng rực đau đớn yếu ớt, cảm ứng rất mơ hồ, tựa như bị che khuất. Trên đỉnh núi liên tục xuất hiện dị biến, kết giới vỡ vụn phần lớn, cảm ứng theo đó dần dần rõ ràng hơn. Trước đó chắc bị kết giới hoặc cấm chế nào đó phong ấn. Tần Tang xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía tây, ấn ký trên tay chỉ dẫn hướng đó. Tìm tới di cốt hóa thần, vô cùng có khả năng đạt được di vật của tu sĩ hóa thần, bao nhiêu người chống cự nổi hấp dẫn này chứ. Nhìn chung quá trình Tần Tang thăm dò Vô Tướng Tiên môn, thu hoạch không thể nói không phong phú, Thiên Linh Lung có hiệu quả trợ giúp trùng kích bình cảnh hóa thần mà hắn lại không cần đến. Không cách nào đột phá, độ kiếp trận chẳng khác nào gân gà. Vô thức nhìn dược viên, Tần Tang thấy Tô Tử Nam và Mạc Hành Đạo đang đại chiến. Tần Tang vốn không coi trọng Tô Tử Nam, khả năng lớn Mạc Hành Đạo không phải đối thủ của Tô Tử Nam, nhưng Tô Tử Nam muốn lưu Mạc Hành Đạo lại thì muôn vàn khó khăn. Dù thêm Hạc Cao chân nhân, muốn lưu Mạc Hành Đạo lại không khó, nhưng không thể lưu Khôi Lỗi. Mạc Hành Đạo hoàn toàn có thể gửi Nguyên Anh lên thân Khôi Lỗi, trốn xa. Thần thông thiên phú của luyện thi đạt đến đẳng cấp hóa thần, tuyệt không chỉ hư danh. Thiên Linh Lung và Linh Tê Tiên quả giá trị ai cao ai thấp. Nếu hỏi Mạc Hành Đạo, làm giao dịch, không biết Mạc Hành Đạo động tâm không? Tần Tang trầm tư. Hắn không đủ thời gian ngồi lĩnh hội Thiên Linh Lung, còn Linh Tê Tiên quả thì chỉ biết thông qua ghi chép ngắn gọn trên điển tịch, cần hiểu rõ chi tiết sau đó lại cân nhắc. Linh Tê Tiên quả chỉ sử dụng khi trùng kích bình cảnh hóa thần, Mạc Hành Đạo khác Tử Lôi chân nhân, còn cách bình cảnh hóa thần một bước xa, sẽ còn giữ lại một đoạn thời gian, không vội nhất thời. Mặt khác đây không phải nơi nói chuyện giao dịch. Tần Tang cảm thấy khí tức âm hỏa trên bầu trời, Tử Lôi chân nhân bắt đầu độ kiếp rồi. Hắn thu hồi tâm tư, thông qua ấn ký cảm ứng vị trí di cốt hóa thần, tựa hồ không xa lắm, di cốt nằm trong đế thụ sơn. Kết giới bị phá hư thành bộ dạng như thế, phòng hộ xung quanh di cốt chịu ảnh hưởng, rất suy yếu. Hắn có thể đắc thủ trước khi Tử Lôi chân nhân vượt qua thiên kiếp. Nghĩ đến đây, Tần Tang không chần chừ nữa, lướt gấp rời đi. Bản tôn động thân, quả nhiên làm Độc Vương chú ý. Một mình bản tôn hành động, hóa thân lưu lại, một vì ngăn cản Độc Vương, hai vì nhìn chằm chằm bên ngoài, để phòng lại đột nhiên xuất hiện biến số. Giết! Một tiếng quát khẽ rét lạnh, chất chứa vô tận sát ý, vang vọng lòng núi Đế Thụ Sơn. Đây là một tiếng chú âm. Chú âm xuất xứ từ Phiền Lão Ma, nhưng không xuất từ miệng của lão, mà từ vô số u liên đang trôi nổi bên cạnh lão, đạo đạo chú âm hội tụ lại một chỗ. Tử Lôi chân nhân độ kiếp, để Phiền Lão Ma lại một mình độc chiến chư vô đạo. Lúc này, Phiền Lão Ma lăng không đứng trên bản thể Vạn Huyễn U Liên, thôi động Vạn Huyễn U Liên phân hóa ngàn vạn đạo hư ảnh, thi triển thần thông huyễn ma đến cực hạn. Kinh người hơn, trên mỗi một đóa Vạn Huyễn U Liên đều có một nhân ảnh đang ngồi xếp bằng. Có nam có nữ, có hài đồng tóc trái, có lão đạo trên 80 tuổi, kết thành vạn ma đại trận, đối kháng chư vô đạo. Huyễn ma tụng kinh, văn, Vạn Huyễn U Liên của bọn chúng thấp hơn của Phiền Lão Ma, đám huyễn ma phân tán xung quanh Phiền Lão Ma, bảo vệ lão trong trung tâm, tôn lên như thần linh. Chú âm vang lên, thân ảnh huyễn ma đông loạt lắc lư, đột nhiên hư ảo, gần như trong suốt. Trong mắt Phiền Lão Ma lóe lên một tia đau lòng, qua lần này không biết cần bao nhiêu năm khổ công để khôi phục, nhưng bị thế cục bắt buộc, không dám lưu thủ. Việc đã đến nước này, tượng thần đã thành, gần như không thể ngăn trở cổ ma thoát vây. Phiền Lão Ma đành phải hết sức kéo dài thời gian. Thực lực của chư vô đạo đột nhiên tăng vọt, Phiền Lão Ma không bị bại lui, vẫn còn lực phản kích, như ngoại nhân nhìn thấy,
muốn nghẹn họng chân chối. Phiền lão ma không từ bỏ, liên tục kêu gọi khí linh, từ đầu đến cuối không nghe trả lời. Lão bắt đầu hoài nghi, cấm chế không chỉ phong ấn cổ ma, đồng thời đang trấn áp khí linh, không khỏi thấy may mắn cổ ma và khí linh chưa liên thủ. Vèo, nương theo chú âm, lòng núi bị hắc ám bao phủ. Trước phiền lão ma chẳng biết lúc nào nhiều thêm một quyển sách, trang sách cực tốc lật qua, từ mỗi một tờ bắn xuất một đạo u quang, kính phù như nỏ mạnh hết đà bắt đầu dung nhập u quang, kích xạ xuống. Bên trong u quang ẩn chứa một đóa huyết liên. Chư vô đạo biết rõ u quang lợi hại, còn chưa kịp phản ứng đã bị u quang xâm nhập mi tâm, thân thể rung động, trên mặt hiện đầy huyết văn. Huyễn ma hồn chú, khá lắm. Âm thanh tán thưởng từ bên trên truyền xuống, phiền lão biết Hạc Cao chân nhân đến, hừ lạnh nói. Chỉ một mình ngươi đến, đã cảnh cáo Độc Vương, còn những người khác. Hạc Cao chân nhân thở dài. Mạc Hành Đạo đoạt lấy linh tê tiên quả, chạy còn không kịp, tán tu vô cầu buộc, nếu hóa thần phi thăng thì cần chi sợ ma nhiễm. Tô Tử Nam thiếu một chủ hồn, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hỏa ma kia không rõ lai lịch, hư hư thực thực liên quan vô tướng tiên môn, không thể không cảnh giác. Vạn nhất, như chư vô đạo, thân thuộc cổ ma, trái lại bị hắn hại thê thảm hơn. Phiền lão ma mỉa mai, chứ không phải sợ người khác cướp linh bảo sao. Lão cảm ứng được thiên kiếp, biết rõ mưu đồ của Tử Lôi chân nhân. Cổ ma đột phá phong ấn, thời điểm suy yếu nhất, nếu Tử Lôi chân nhân đột phá hóa thần thành công, thì giải quyết nguy cơ dễ dàng. Hạc Cao chân nhân nghiêm mặt nói, sư huynh nói, trận chiến qua đi, đạo hữu nhận công đầu. Lời nói dùng khế ước để hứa hẹn. Phiền lão ma cuồng tiếu, khí tráng sơn hà. Tiếng cười rất nhanh bị ma khí ngóc đầu trở lại nuốt hết. Ngoài dự liệu tượng thần lại công đến, tương đương ma tử tự mình xuất thủ. Chư vô đạo ngã xuống, huyết văn trên mặt càng ngày càng dày đặc. Khó mà tưởng tượng, chú sát của phiền lão ma vậy mà đánh xuyên qua lực lượng của ma tử, thương tổn đến chư vô đạo. Không cách nào ngăn cản ma tử phá phong, bọn họ trơ mắt nhìn màu máu trên tượng thần nhanh chóng phai nhạt, gần như bị nhuộm thành màu đen. Ma uy ngập trời. Sau một khắc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, khi ma uy đạt đến cực hạn, không chút nào dấu hiệu nào lại rơi xuống, thịnh cực mà suy. Phía dưới, chư vô đạo ngồi xếp bằng trên phong ấn, vắng lặng bất động. Một vệt kim quang giả quét toàn thân, áp chế ma chú. Chư vô đạo đột nhiên trợn to mắt. Tiếng gào thét kinh sợ đến cực điểm của ma tử đồng thời vang lên. Chỉ thấy cái ót tượng thần chẳng biết lúc nào nhiều thêm một sợi xiềng xích, đầu còn lại của xiềng xích thì xuất từ mi tâm của chư vô đạo. Ngươi dám! Trong tiếng gào thét ẩn chứa vô tận tức giận, muốn nghiền nát chư vô đạo. Một ma thai do thánh quân tiện tay ném đi thôi. Năm đó ngươi tùy ý làm bậy, bất tuân thánh mệnh, dẫn đến kế hoạch của thánh quân thất bại, còn dám tự xưng ma tử. Chư vô đạo cười lạnh, vung tay trái lên, chấn linh hương cắm bên cạnh thân, không hỏa tự cháy. Nếu đối mặt thánh quân, chư vô đạo tuyệt không dám hài lòng. Bên trong tượng, thần ẩn chứa cạm bẫy, dẫn quân nhập cuộc, tạm thời khởi ý mà thôi. Chư vô đạo làm hết thảy trợ thánh quân thoát khốn, kể cả chấn linh hương, dùng để chống cự một chỗ tiên cấm trong tiên điện. Đi theo thánh quân, tiền đồ vô lượng, ma tử là cái thứ gì? Hiệu chung ma tử, không bằng thôn phệ nó. Một bước lên trời. Sau khi đi xuống lòng núi, nhiều lần thăm dò, chư vô đạo xác nhận trạng thái của ma tử, tạm thời cải biến kế hoạch. Tử Lôi chân nhân và phiền lão ma nhiều lần tìm thấy chư vô đạo, thật nghĩ chư vô đạo hoàn toàn không thể phòng bị sao. Chỉ không muốn làm mà thôi, nhờ bọn họ chạy đến tiêu hao ma tử. Leng keng. Xiềng xích kéo căng, tượng thần bị kéo đến trước chư vô đạo, kéo ra một ma ảnh đang điên cuồng gào thét. Chư vô đạo đạm mạc nhìn ma ảnh. Chúc ta đạo cơ, không uổng công ngươi sống tạm vạn năm qua. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2407, Thiên Kiếp Hóa Thần. Hư ảnh vô tự ngọc bích cao mấy trượng, ở phía trên núi cao, các tu sĩ đang phi độn chạy tới cũng có thể nhìn thấy. Đạo ngân trong nháy mắt tan biến, gây nên rối loạn ầm ĩ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người thở dài, hận không thể bay thẳng lên Đế Thụ Sơn. Đạo ngân duy trì quá ngắn ngủi, ở giữa lại chịu các loại ảnh hưởng, bọn họ gần như không có chút thu hoạch nào. Nhưng có thể nhìn ra đạo ngân bất phàm, ẩn chứa đạo vận,
không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Cho đến khi Tử Lôi chân nhân cửu bộ đăng cơ, tới dưới thiên kiếp, loại tâm tình này càng bị đẩy tới đỉnh phong. Đây chính là đạo ngân có thể giúp người khám phá ra cửa ải hóa thần. Thiên kiếp hóa thần, có người đột phá, vẻ mặt đám người khác nhau, cảm xúc phức tạp. Những người ở đây gần như là lần đầu tiên tận mắt thấy thiên kiếp hóa thần. Xa xa có thể thấy được, trên đế thụ sơn mây đen ngập đầu, rất nhanh, lại có từng đóa vân hà sắc thái diễm lệ hạ xuống, vờn quanh đế thụ sơn, nối thành một mảnh, phong vân đột biến. Uy áp kinh khủng đến, tu sĩ ở trong vô tướng tiên môn đều sắc mặt đại biến, sinh ra cảm giác run rẩy. Loại cảm giác này, bọn họ đã cảm thụ lúc độ thiên kiếp nguyên anh, nhưng nguyên anh kiếp há có thể so sánh với hóa thần kiếp. Trên đế thụ sơn vân sóng ngập trời, vân hà phân loạn. Trong chốc lát, phong bạo thành hình, phong lôi đan xen. Đây là phong bạo đáng sợ có uy áp thiên địa. Giờ khắc này, linh khí giữa thiên địa bị một loại sức mạnh không tên điều động, cả tòa di phủ đang chấn động theo. Linh chiều lóe sáng, mắt thường có thể thấy được. Lúc thiên kiếp nguyên anh, còn có thể nhìn thấy linh khí từ gần đến xa bị dẫn động, hình thành từng đạo linh chiều rõ ràng. Nhưng lúc này thì không rõ như vậy, thiên địa linh khí đồng thời bị điều động, hình thành một biển linh khí, phiêu phủ trên không. Linh chiều nhấc lên thao thiên cự lãng, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó liền nhìn thấy linh chiều đè ép tới, thế như sơn nhạc sụp đổ, nghiền nát hết thảy. Đạo nhân ảnh lơ lửng trên bầu trời đế thụ sơn ở trung tâm linh chiều, cuối cùng cũng bị bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, trong lòng mọi người sợ hãi. Không cần chờ thiên kiếp, đổi lại bọn họ, nếu bị linh chiều trùng kích đã bị chấn thương, tu vi yếu cũng có thể thịt nát xương tan. Tiếng kinh hô vang lên theo, nhưng phi thường ngắn ngủi, bị cảnh tượng tiếp theo ngắt lời. Chỉ thấy cảnh tượng trung tâm linh chiều xuất hiện vặn vẹo không hiểu, nhanh chóng ảnh hưởng xung quanh. Một loại ba động quen thuộc truyền đến, tu sĩ đã trải qua thiên kiếp nguyên anh đều bị gợi lại ký ức đau đớn thê thảm. Là âm hỏa, thiên kiếp đã tới, âm hỏa vô hình từ trên trời giáng xuống. Nhìn, thiên kiếp hóa thần cùng nguyên anh không khác biệt lớn, đều là tam tai trên trời rơi xuống, lại thêm tâm ma kiếp, nhưng uy lực không thể so sánh nổi. Nếu nhiễm phải những âm hỏa này, trong khoảnh khắc sẽ bị đốt thành cho từ trong ra ngoài. Dưới uy áp thiên kiếp, chúng tu sĩ cùng nhau nghẹn ngào, nín thở. Người bay nhanh nhất đã nhanh đến đế thụ sơn, đều vô thức thả chậm tốc độ, không dám tới quá gần. Thiên kiếp hóa thần tạo thành ảnh hưởng không chỉ tại đây. Dị tượng trong di phủ tuy bị đại trận hộ phái đế thụ sơn che lấp, nhưng thái nhạc sơn mạch phía ngoài hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút thiên tượng. Thậm chí, bởi vì thiên kiếp hóa thần điều động thiên địa nguyên khí quá mức khổng lồ, tạo thành ba động truyền ra xa hơn, bị người hữu tâm nhìn thấy. Tây Bắc thái nhạc sơn mạch, nước sông đang trùng điệp cọ rửa lòng trào sông. Hai bên bờ sông là tuyệt bích đứng vững, dòng sông chảy xiết, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy độc trướng kết thành sương mù, phong bế một mảng lớn sông ngòi, quanh năm không tiêu tan. Lúc này, đang có một ít độn quang lao vùn vụt trên không lòng trào sông, xem phương hướng hiển nhiên cũng là đi thái nhạc sơn mạch. Trong khoảng thời gian này, cảnh tượng tương tự không ngừng xảy ra tại Nam Man Nhị Châu. Theo tin tức vô tướng tiên môn xuất thế tản ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị hấp dẫn tới tầm bảo. Thiên kiếp, đạo độn quang bay đầu bỗng nhiên dừng lại, hiển lộ ra thân ảnh một vị lão tăng. Lão tăng mày trắng râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, nhìn là biết một vị cao tăng đắc đạo, vừa vặn trên thân cũng không ba động cường hoành, bất kỳ người nào phía sau càng giống cao thủ hơn lão. Một đạo độn quang song hành với lão tăng cũng dừng lại theo, chính là một vị nữ tử yêu mị. Hai người chính là Tuệ Quang Thánh Giả cùng Thanh Hồ Thánh Vương chạy tới. Thanh Hồ Thánh Vương phân ra tâm thần cảm ứng một lát, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, là thiên kiếp hóa thần. Giọng nàng mang ý cười, giống như cười trên nỗi đau của người khác, dùng ánh mắt xem trò vui nhìn về phía Tuệ Quang Thánh Giả, lão hòa thượng ngươi có dã tâm một lưới bắt hết. Không ngờ có người lại lâm trận đột phá. Bọn họ ở Kim Ngọc Châu xa xôi, tin tức chậm chạp, tốc độ bay tu sĩ hóa thần dù nhanh hơn nữa, chờ cả hai đuổi tới, đoán chừng nơi đó đã tan cuộc. Vì thế, Tuệ Quang Thánh Giả cưỡng ép trưng dụng Long Cư Động Thiên, khống chế một tòa truyền tống trận cổ, tiết kiệm một chút thời gian. Sau đó, Tuệ Quang Thánh Giả không vội vàng đi đường, mà triệu tập một ít nguyên anh. Thanh Hồ Thánh Vương biết được ý đồ Tuệ Quang Thánh Giả, muốn lợi dụng vô tướng tiên môn hấp dẫn càng nhiều yêu ma quỷ quái đi vào, một mẻ hốt gọn,
chưa từng nghĩ ngoài ý muốn nổi lên biến số. Căn cứ hướng ba động truyền đến có thể kết luận, có người trong vô tướng tiên môn độ hóa thần kiếp. Nếu có thể lại xuất hiện một vị tu sĩ hóa thần, lại thích xen vào chuyện người khác, bọn họ có thể thu được sự giúp đỡ nhiều hơn, đối kháng thiên đạo ma âm. Nhưng nàng và Tuệ Quang Thánh Giả suy đoán, thiên đạo ma âm một ngày chưa trừ diệt, tu sĩ giới này mặc cho tâm tính cao hơn, cơ bản không có khả năng gắng gượng qua một đạo tâm ma kiếp sau cùng. Đối mặt hóa thần kiếp, quá trình tu sĩ độ kiếp cũng là từng bước lĩnh ngộ, tới gần đại đạo, khi gắng gượng qua tam tai, lúc tâm ma kiếp đến đã có thể cảm giác được thiên đạo ma âm. Đến lúc đó ma âm cùng tâm ma kiếp tới, tuyệt khó chống lại. Đây là số trời, nhân lực khó cản. Nhìn thấy vẻ mặt Tuệ Quang Thánh Giả nghiêm túc trước nay chưa từng có, Thanh Hồ Thánh Vương biết lão đang lo lắng điều gì, cũng không phải là sợ hãi một vị kình địch sắp xuất hiện. Người kia độ kiếp trước mắt bao người, thời khắc sắp chết, rất có thể nói toạc ra thiên cơ, dẫn đến tiết lộ thiên đạo ma âm. Tuệ Quang Thánh Giả nghĩ đến tông môn, muốn trước khi loạn tượng phát sinh bố cục thiên hạ, bảo đảm địa vị Cam Lộ Thiền Viện bá chủ không mất, truyền thừa vạn vạn năm. Tin tức một khi truyền ra, tu tiên giới sẽ xôn xao. Sĩ giới này mất đi hy vọng hóa thần phi thăng, tất có một trận đại loạn, tái tạo bố cục. Dù Tuệ Quang Thánh Giả vẫn còn, thì có thể áp chế bao lâu, không ngăn được sóng ngầm cuồn cuộn. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2408, Bát Phương đến. Vù, Linh Phong trống rỗng xuất hiện, Tuệ Quang Thánh Giả bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang bay đi, lưu lại Linh Phong bảy màu, thật lâu không cách nào tán đi, thi triển một môn linh quang độn thuật vô cùng huyền diệu của Phật môn. Thanh Hồ Thánh Vương cười nhẹ, thân ảnh như khói, theo sát sau lưng. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không dám thất lễ, kiệt lực phi độn đuổi theo. Giới này còn sót lại hai vị cường giả hóa thần, toàn lực phi độn, tốc độ khó mà hình dung, thiên sơn vạn thủy trôi qua trong nháy mắt, không lâu lắm Thái Nhạc Sơn đã nằm trong tầm mắt. Lúc này, trên không khung địa điểm cũ của Thái Nhạc Môn, thông đạo vòng xoáy liên thông vô tướng tiên môn còn nơi đó, người xung quanh vòng xoáy đông như kiến, như bươm bướm dập lửa, vì một tia cơ duyên thành đạo hư vô mờ mịt mà dũng cảm quên mình. Theo vân tường sụp đổ, tu sĩ Nguyên Anh đã tiến vào di phủ, ngẫu nhiên còn người mới chạy tới, chỉ cần đến nơi, đám người tự tách ra tìm một lối đi khác nhau. Tu sĩ Kim Đan cơ bản đều tiến vào thông đạo, nhao nhao xông vào vân tường. Trong thông đạo loạn lưu dần dần yếu bớt, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đang hành động, bên ngoài còn nhiều người tu vi không đủ lại có dã tâm, lo lắng chờ đợi thời cơ. Tuệ Quang Thánh Giả và Thanh Hồ Thánh Vương không triển lộ khí tức, một trước một sau đi vào thông đạo. Tu sĩ xung quanh chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ phất qua, hoàn toàn không biết cường giả đỉnh phong giới này vừa rồi đi qua bọn họ. Đối mặt vân tường vắt ngang trước sơn môn, Thanh Hồ Thánh Vương như nhìn không thấy, vọt thẳng vào, vừa đi vào. Vân tường liền cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi động, thay đổi phương hướng. Trong vân tường, một góc cực hẻo lánh, lúc này đang có một đám nhân ảnh cẩn thận đi qua vân tường. Đám người như những tu sĩ bình thường khác, nhưng bộ dạng và trang phục lại đặc biệt, có người khôi ngô, có người gầy lùn như khỉ, đại bộ phận mặc áo choàng, gần như che kín toàn thân. Bọn họ đang toàn lực thu liễm khí tức, cố ý tránh những người khác, một số người trên thân tản mát một loại khí tức, khác hẳn thường nhân, chính là yêu khí. Bên trong đám yêu vương hóa hình, còn một thân ảnh khác, mặc trang phục hoàn toàn khác biệt, tựa như hạc giữa bầy gà. Này yêu thân hình cao gầy, đeo mặt nạ, che kín diện mục, mái tóc bạc trắng phi thường nổi bật, phối hợp một bộ bạch bào, nhìn rất xuất trần. Khí tức của yêu này mịt mờ như đám yêu vương xung quanh, tương tự thử yêu lông xanh năm đó tham gia giao dịch hội của nhân tộc. Cho dù đứng trước mặt tu sĩ nhân tộc, rất khó bị nhìn thấu thân phận yêu tộc. Trong lúc phi hành, ngư yêu lên tiếng nói, đại thánh, phần cuối vân tường cách đây không xa, hay chúng ta dừng chân một hồi, săn giết mấy tên tu sĩ Nguyên Anh, để các huynh đệ ăn no nê. Bạch bào đại thánh thần sắc hòa nhã, cười nhạt một tiếng, ngươi và Ly Diên phát hiện bí cảnh. Kịp thời đưa tin cho bản vương, còn tìm hiểu bí mật nơi đây, công lao lớn như thế, chỉ cần mấy Nguyên Anh liền thỏa mãn. Nếu trong tiên điện có bảo vật của tộc ta, để các ngươi chọn trước. Ngư yêu nghe vậy, vui vô cùng, điểu yêu đi bên cạnh, đồng thời vô cùng hưng phấn.
những yêu vương còn lại nhao nhao quăng ánh mắt hâm mộ đến. Thời điểm đám yêu trao đổi, sắc mặt vẫn luôn cảnh giác, từ bên trong di phủ truyền đến ba động thiên kiếp, làm bọn họ mọc gai sau lưng, nóng lòng đi nhìn rõ ràng, nếu thật có người đang độ hóa thần kiếp, bọn họ sẽ quay đầu rời đi. Lời còn chưa dứt, Bạch Bào Đại Thánh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng cười, Bạch Hiêu, lá gan của ngươi không nhỏ, dám đến nội địa của nhân tộc gây sóng gió, không sợ tinh nhuệ Bạch Minh Sơn ngã xuống hết sao? Tiếng cười mềm mại đáng yêu làm lòng người mềm nhũn, nhưng khi nghe tiếng cười chúng yêu lại quá sợ hãi. Một đám yêu vương hành lễ không dám chậm trễ, kể cả Bạch Bào Đại Thánh tên Bạch Hiêu kia không ngoại lệ, đồng thanh cùng kính nói. Tham kiến Thánh Vương. Sau một khắc, mây mù trước bọn họ chấn động, Thanh Hồ Thánh Vương hiện thân. Cảm giác được ánh mắt của Thánh Vương, tâm thần của Bạch Hiêu nhảy lên, liên thanh giải thích, khởi bẩm Thánh Vương, trong Thánh Vương cung lan truyền lời đồn Thánh Vương mất tích, thuộc hạ lo lắng. Lời còn chưa dứt, bị Thanh Hồ Thánh Vương không kiên nhẫn phất tay ngắt lời, nơi đây là di chỉ tông môn của nhân tộc, cao thủ nhiều như mây, ngươi đi vào làm cái gì? Bạch Hiêu biết rõ tính tình của Thánh Vương, không dám hỏi thời gian qua Thánh Vương đi đâu, lập tức im miệng, liếc nhìn ngư yêu. Một năm một mười nói, lúc di phủ xuất thế, mấy tên bộ hạ của thuộc hạ vừa lúc gần đó, thừa dịp loạn bắt giữ một số tu sĩ nhân tộc. Hỏi ra tòa di phủ này từng là sơn môn đỉnh cấp của nhân tộc, tông môn kia liên quan đến Nam Hải Tiên Điện trong truyền thuyết, có thông đạo tiến vào tiên điện. Trong yêu tộc không thiếu truyền thuyết liên quan đến Nam Hải Tiên Điện. Nhưng tiên điện nằm trong Nam Hải, bị nhân tộc khống chế, ngoài tầm tay yêu tộc. Duy chỉ yêu tộc hóa thần đại năng mới có cơ hội được mời tiến vào tiên điện. Khi Bạch Hiêu biết vô tướng tiên môn liên quan đến Nam Hải Tiên Điện, rất động tâm. Ra ngoài cẩn thận, bọn họ đợi cao thủ nhân tộc đi vào hết mới bắt đầu hành động. Tiên điện rộng lớn, cấm chế trùng điệp, chỉ cần đi vào tiên điện, không cần sợ nhân tộc vây công. Tiên điện. Thanh Hồ Thánh Vương hừ lạnh, cười một tiếng, tiếng cười ẩn chứa ý vị làm đám yêu Bạch Hiêu không hiểu. Tiên điện không thể đi, bất quá bản vương đang cần nhân thủ, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Thanh Hồ Thánh Vương quay người bay đi. Chúng yêu liếc nhau, hơi kinh ngạc, không dám kháng mệnh, nhao nhao đuổi theo. Thật sự là hóa thần kiếp. Đi qua vân tường, tiến vào vô tướng tiên môn, nhìn thấy cảnh tượng trên đế thụ sơn, tu vi cao như Bạch Hiêu yêu vương cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ầm ầm, chỗ sâu trong di phủ lôi minh chấn thiên. Nơi đó mây đen che trời, lôi đình vạn trượng, thiểm điện như mưa. Không chỉ hóa thần thiên kiếp, mà lại đã thành công vượt qua âm hỏa và bí phong, đứng xa nhìn thanh thế của thiên kiếp, đoán chừng một tai cuối cùng sắp rơi xuống. Cái này, Bạch Hiêu yêu vương nhìn bóng lưng của Thanh Hồ Thánh Vương, muốn nói lại thôi. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến nhân tộc lại nhiều thêm một vị tu sĩ hóa thần. Thanh Hồ Thánh Vương dẫn đầu đám yêu đi đến một ngọn núi, Tuệ Quang Thánh Giả đứng nơi đó, ngóng nhìn chân trời, đám yêu nhìn thấy lão tăng, nhao nhao im miệng, câm như hến. Là Tử Lôi sao? Tuệ Quang Thánh Giả ung dung thở dài, Tử Lôi thiên tư tuyệt đỉnh, Đan Vũ chân quân từng nói, trong lịch đại chân quân của Bát Cảnh Quan, đủ đứng vị trí thứ ba, vốn nên bay thẳng lên cửu thiên. Thanh Hồ Thánh Vương nhìn thân ảnh ẩn hiện trong kiếp lôi, thu hồi nụ cười, thần sắc trang nghiêm. Không quan hệ những thứ khác, đối người trong đồng đạo kính ý, đồng thời tiếc hận. Thân ảnh Tuệ Quang Thánh Giả mơ hồ biến mất, Thanh Hồ yêu vương dẫn theo đám yêu, bay lên không trung, nàng không quan tâm cấm chế cấm bay và pháp kiếm sát trận, một đường lao đến đế thụ sơn như tên bắn. Bên trên đế thụ sơn, Tử Lôi chân nhân mặc lôi bào, Bát Cảnh cung đang lơ lửng trên đỉnh đầu, bộ hạ Tử Lôi bảo vệ tả hữu. Thiên lôi hạ xuống, xung quanh biến thành lôi vực, vẫn bình yên như cũ. Cung đăng huyễn cảnh che phủ hư không, thần thông ra hết, độ cả tam tai, khí thế như hồng, không thấy bộ dáng suy yếu. Trên núi độ kiếp, dưới núi, tranh độ, chư vô đạo đột nhiên kéo tượng thần lại. Theo xiềng xích bị kéo căng, ma tử bị tách rời khỏi tượng thần. Như thế nhìn thấy, trên thân ma tử bò đầy huyết sắc phù văn, chư vô đạo một tay chủ đạo huyết tế. Tự mình luyện chế tượng thần, hiểu rõ nó như lòng bàn tay, hiện tại âm thầm động chút tay chân không khó. Đương nhiên, chỗ dựa lớn nhất của chư vô đạo, bởi vì vô cùng hiểu rõ cổ ma. Hai mắt chư vô đạo biến thành màu đen, uy sát khiếp người, nhìn thẳng ma tử, phảng phất trực tiếp nhìn thấu căn cơ. Trong nháy mắt vô số phù văn dung nhập thể nội ma tử, nhìn như thô bạo,
kỳ thật đang cẩn thận thăm dò, tách bản nguyên của ma tử. Chư vô đạo nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, động tác nhanh chóng, không đợi những người khác biết rõ chuyện đang phát sinh, mục tiêu đã hoàn thành, dùng ma ấn trấn áp. Một cái khác thì nhờ trấn linh hương, chư vô đạo lấy tu vi nguyên anh thôn phệ bản nguyên của ma tử, không khác rắn nuốt voi, nhờ hiệu quả ổn định nguyên thần của trấn linh hương. Cam đoan bí thuật thuận lợi hoàn thành, ngăn cản bản nguyên của ma tử đột nhiên công kích. Ma ấn mang theo bản nguyên của ma tử chui vào thể nội chư vô đạo. Khí tức của chư vô đạo điên cuồng bộc phát. Các bạn đang nghe chuyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2409, dấu vết di cốt hóa thần. Ấn ký vu tộc thiêu đốt mu bàn tay, bản tôn Tần Tang lần theo cảm ứng, lao vùn vụt trong núi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Tử Lôi chân nhân mặc dù cố ý bay ra Đế Thụ Sơn, kéo dài khoảng cách với mọi người, nhưng trong Đế Thụ Sơn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực thiên kiếp. Âm hỏa có thiên mục điệp tại đây, Tần Tang nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hơn. Lúc âm hỏa vô hình hưng khởi, hư không gần kiếp vân vặn vẹo, Tần Tang thậm chí có loại ảo giác dẫn lửa thiêu thân, vô thức muốn thu liễm khí tức. Hắn muốn lưu lại, cẩn thận quan sát quá trình Tử Lôi chân nhân độ kiếp, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp. Nếu Tử Lôi chân nhân độ kiếp thành công, sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Lúc đó đạo môn hoàn toàn trưởng khống di phủ, muốn đi sẽ càng khó khăn. Mượn nhiều thần thông thiên mục, Tần Tang mơ hồ nhìn thấy bóng người ở trung tâm kiếp vân, rõ ràng thấy không rõ thần thái Tử Lôi chân nhân, lại có thể cảm nhận được một loại tự tin mạnh mẽ. Dù tam tai gia thân, vẫn đỉnh thiên lập địa. Thay vì chờ mong Tử Lôi chân nhân độ kiếp thất bại, không bằng tìm đường lui trước. Kết giới vỡ tan, phong trận chịu áp chế, nhưng phong sát gần như tác động đến cả tòa núi còn chưa hoàn toàn lắng lại, có thể thấy phong đoàn khắp nơi. Tăng thêm trước đó phong sát trùng kích nên kích hoạt trận cấm, trên Đế Thụ Sơn là nguy cơ tứ phía, Tần Tang vì né tránh, chọn đi một con đường quanh co khúc khuỷu. Theo hắn không ngừng di động, cảm ứng được vị trí ấn ký càng ngày càng chính xác. Dần dần, Tần Tang ngoài ý muốn phát hiện, di cốt hóa thần tựa hồ không ở trên núi, mà lại ở trên núi. Âm âm nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, Đế Thụ Sơn nghênh đón chấn động mạnh hơn, làm người ta nhịn không được lo lắng Đế Thụ Sơn có thể bị sụp đổ hay không. Tần Tang hơi ngừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn núi đá dưới chân, ngay sau đó ánh mắt lại bị vân hà phát sinh dị biến kịch liệt hấp dẫn. Lúc này, kết giới Đế Thụ Sơn bị phá hư nghiêm trọng, trên thực tế chỉ là chấn động bề ngoài phong ấn. Theo thời gian trôi qua, ngũ hành thần cấm là hạch tâm phong ấn, rốt cuộc mới dẫn phát dị tượng mới, đất rung núi chuyển. Ngũ sắc vân hà vờn quanh Đế Thụ Sơn, lúc này tản mát ra hào quang chói mắt, trong lúc nhất thời dường như cộng hưởng với kiếp vân phía trên, có một loại mỹ cảm dị dạng. Tần Tang cũng không cảm thấy vân hà đẹp đẽ. Loại cảnh tượng này, đại biểu ngũ hành thần cấm bất ổn, thậm chí đè ép, trùng kích nhau, nếu như một mực kéo dài, sẽ tạo thành dư ba còn nguy hiểm hơn bản thân thần cấm. Phong ấn biến hóa sẽ không vì ý chí Tần Tang mà dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Soạt. Vân hà bay lên, cũng có thể nói là khuếch trương ra ngoài, những nơi đi qua, phá hủy mảng lớn kiến trúc, khiến Đế Thụ Sơn một mảnh hỗn độn. Ầm, ầm, ầm. Theo liên tiếp tiếng vang, trên Đế Thụ Sơn có nhiều chỗ hào quang năm màu trùng thiên, bắn thẳng ra ngoài núi, ngọn nguồn rõ ràng là lòng núi Đế Thụ Sơn, từ trong sơn động tán phát ra. Thân ảnh Tần Tang chớp liên tục, sau cùng dừng lại bên cạnh một tòa sơn động trong đó. Sơn động bị quang hà lấp đầy. Hào quang chói mắt, nhiễm cho sơn động đủ mọi màu sắc, từ trong sơn động dũng mãnh tiến ra, có thể nghe được trong sơn động thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang ù ù, không biết bên trong sâu bao nhiêu. Có thể cảm nhận được, ba động hào quang tán phát cùng ngũ hành thần cấm là đồng nguyên. Tần Tang vận dụng thần thông thiên mục, thấy không rõ cảnh tượng chân chính trong sơn động, nhưng có phát hiện mới, trên vách đá sơn động khắc họa đủ loại phù văn, huyền diệu phi thường. Ấn ký cảm ứng, di cốt hóa thần ngay chỗ sâu hào quang. Lúc này càng không thể lỗ mãng, Tần Tang lấy tốc độ nhanh nhất đảo qua phù văn, trầm ngâm một lát, tìm hiểu ra một chút mánh khóe. Từ trong những phù văn này cấu thành cấm chế nào đó, tác dụng là dẫn dắt lực lượng ngũ hành thần cấm tiến vào lòng núi, sau cùng hình thành tựa hồ là phong ấn. Ánh mắt Tần Tang ngưng lại,
vị hóa thần Vu tộc kia chẳng lẽ bị vô tướng tiên môn xem là địch nhân, phong ấn tại Đế Thụ Sơn. Bây giờ có thể cảm ứng được là vì phong ấn chấn động, xuất hiện sơ hở. Vị hóa thần Vu tộc kia không có khả năng sống đến bây giờ, nhưng Tần Tang liên tưởng đến chuyện trải qua trước kia, nguyên nhân khiến vô tướng tiên môn hủy diệt. Biến cố trên núi đột nhiên xuất hiện, cùng Tử Lôi chân nhân lâm trận độ kiếp, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Tần Tang chần chừ một chút, tăng thêm mấy phần cẩn thận, lách mình đi vào sơn động. Vào sơn động liền cảm nhận được lực cản chạm tới mặt, Tần Tang lập tức kích thích cương cháo hộ thể, kim trầm kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, dùng để mở đường. Sơn động sâu hơn xa dự đoán, càng về sau cấm chế trên vách núi đá càng phức tạp, càng rõ ràng mạch lạc, chứng minh Tần Tang phán đoán trước đó. Chịu áp lực trùng điệp, Tần Tang rốt cuộc đến dưới đáy sơn động, không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng lực lượng ngũ hành thần cấm giao hội. Trong lòng núi trống không, Tần Tang đắm chìm trong hào quang năm màu, con mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận vân hà, cảm giác bị hạn chế. Dương Viêm Thiên Hỏa, Cửu Địa Nguyên Tử Thần Quang, Thất Túc Phân Giã Kiếm Trận cùng hai loại thần cấm khác mà Tần Tang chưa gặp qua đều hội tụ trong lòng núi, chung nhau tạo thành phong ấn. Không biết trong lòng núi lớn cỡ nào, như có một đoàn vân hà hình thành cự bàn, lực lượng ngũ hành thần cấm tụ hợp vào cự bàn vân hà, ở chỗ này không ngừng chuyển động. Tần Tang bây giờ còn chưa tiến vào hạch tâm phong ấn, ngũ hành thần cấm không hoàn toàn giao hòa, nhìn thấy bên ngoài vân hà cự bàn vẫn phân biệt rõ ràng, nhưng đã có xu thế dung hợp. Thấy cảnh này, Tần Tang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không biết vô tướng tiên môn làm sao dung hợp được những lực lượng hoàn toàn khác biệt này lại cùng nhau. Hắn không có hứng thú truy đến cùng, tâm thần chìm vào ấn ký, rốt cuộc cảm ứng được chính xác phương vị, di cốt hóa thần quả nhiên trong vân hà cự bàn, nhưng không phải tại vị trí trung tâm. Điều này chứng tỏ hóa thần Vu tộc không phải mục tiêu phong ấn chủ yếu. Tần Tang khẽ buông lỏng, hạch tâm phong ấn rõ ràng xảy ra biến cố, may mắn di cốt hóa thần không ở nơi đó, nếu không phải cẩn thận. Suy nghĩ một phen, bất quá, vân hà cự bàn cũng không phải dễ xông vào, uy lực ngũ hành thần cấm ở chỗ này đạt tới đỉnh phong, còn mạnh hơn ngoại giới. Ánh mắt Tần Tang tập trung vào khu vực kim hành thần cấm, lật tay lấy ra một vật, chính là chuôi kim kiếm nhỏ nhắn đạt được trước đó. Đạt được kiếm này, Tần Tang nhìn ra nó có tác dụng giống ngọc giản, lục lọi phá giải cấm chế trên thân kiếm, bất quá biến cố thay nhau nổi lên, chưa kịp nhìn kỹ. Trong kim kiếm ghi chép mấy loại kiếm trận, đa phần không trọn vẹn, nhưng có thể nhìn ra không đơn giản. Vị nữ tu kia hiển nhiên phi thường am hiểu đạo này, lĩnh hội những kiếm trận này để thăng cấp bản thân. Trong đó một loại khẩn yếu nhất chính là Thất Túc Phân Giã Kiếm Trận. Đạt được kiếm trận này, Tần Tang cố nhiên mừng rỡ, nhưng cũng không thấy cung cấp trợ giúp gì trong vô tướng tiên môn. Căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn tìm hiểu thấu đáo, lại bị ngũ hành thần cấm hạn chế, lợi dụng không được. Nhiều nhất xuống núi thì thuận lợi hơn một chút, không ngờ hiện tại lại dùng đến. Tâm thần Tần Tang chìm vào kim kiếm, kiếm trận chiếu rọi tiến vào não hải, mặc dù không thể trực tiếp hiểu thấu. Chỉ cần đơn giản hiểu quy luật vận hành kiếm trận là có thể giúp hắn hành động tiếp theo nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi khu vực kim hành thần cấm quay tới, Tần Tang thả người nhảy lên, cảnh tượng quen thuộc trở về, bị kiếm tinh vây quanh nhưng lại có khác biệt. Kiếm tinh càng dày đặc, từ đó dẫn phát biến số mới, rõ ràng có thể cảm giác phong mang kiếm ý ở khắp mọi nơi. Có kinh nghiệm phá trận tại phía ngoài, ở chỗ này cũng có thể dùng tới, nhưng phải phí nhiều công sức. Tần Tang lại không cần phiền toái như vậy, rất nhanh sắp xếp mạch lạc kiếm trận. Như thế đi trong vân hà cự bàn không biết bao lâu, rốt cuộc Tần Tang tiến vào trong tầng phong ấn, cảm giác được di cốt hóa thần cũng chuyển động và phiêu động theo. Các bạn đang nghe truyện Khấu, Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2410, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Hắn kích phát cương hỏa cháo, cưỡng ép đột tiến, rốt cục đến nơi. Nơi đây hắn nhìn thấy một thạch ốc màu đen đang phiêu phù trong phong ấn. Quái lạ, bên trên ẩn chứa thần văn cấm chế của Vu tộc. Tần Tang đưa tay chạm lên đại môn của thạch ốc, cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp lôi cuồn cuộn, tiếng sấm vang vọng vô tướng tiên môn. Vô số người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn kiếp vân. Cho đến khi thiên lôi từ thịt chuyển suy, thanh thế bắt đầu yếu bớt, giật mình tỉnh ngộ, tam tai kết thúc. Người đó còn sống,
nhanh như vậy đã vượt qua tam tai, vẫn còn tâm ma kiếp, không biết thế nào. Bên trong Di phủ rối loạn ầm ĩ, Dư Nghiệt vô tướng tiên môn, tâm tình đặc biệt phức tạp nhất, các tu sĩ truyền tin tức đến. Người độ kiếp hư hư thực thực không phải ai khác ngoài Tử Lôi chân nhân, quán chủ của Bát Cảnh Quan. Đạo môn tái xuất một vị hóa thần, bọn họ nên đi nơi nào? Bọn họ đang đắm chìm trong sự mừng rỡ khi Di phủ vô tướng tiên môn xuất thế, không ngờ lúc tiến đến Di phủ liền thấy cảnh tượng như thế, tâm tình trực tiếp bị đánh rơi xuống vực sâu. Cho tới bây giờ, cao thủ phe mình, kể cả Chư Vô Đạo còn không thấy tin tức. Bên phe vô tướng tiên môn đầy bàng hoàng, đạo môn thì ngược lại khí thế đại thịnh. Trong một sơn cốc giữa Đế Thụ Sơn và Kim Tướng Điện, lão ni Yểm Nguyệt Am và một nữ cư sĩ lưu lại đây, những ni cô khác thì đi Kim Tướng Điện. Các nàng ngẩng đầu nhìn trời, không biết duy trì tư thế đó bao lâu rồi. Cho đến khi nhìn thấy kiếp lôi bắt đầu suy yếu, lão ni khẽ biến sắc, Lưu Ly chưa trở lại sao? Nữ cư sĩ trầm trọng nói, Lưu Ly sư muội đi tìm Thông Đạo Tiên Điện, thăm dò những chỗ kia, không biết tìm thấy không. Am chủ không cần lo lắng, Lưu Ly sư muội nửa đường xuất ra, đạo cơ khác chúng ta, không, liên quan vô tướng tiên môn, đạo môn chắc không làm khó nàng. Nói xong, nữ cư sĩ đưa mắt nhìn phương hướng Kim Tướng Điện. Ta đã để đan sư muội đi triệu tập các sư muội, không ngờ Tử Lôi chân nhân dám đột phá hóa thần trên Đế Thụ Sơn. Nếu thế lực khác không dám tranh chấp đạo môn, chúng ta đành phải nhẫn nhịn đau nhức rời khỏi. Không biết các sư muội đi Kim Tướng Điện thu hoạch thế nào, đạt được chân truyền của Kim Tướng nhất mạch không? Những biến số hiện tại làm bất luận kẻ nào đều không thể đoán trước. Lão ni gật đầu, chúng ta lui lại chờ Lưu Ly. Ừm. Trong lúc nói chuyện, kiếp lôi nhanh suy yếu xuống, kiếp vân thu nhỏ, ẩn ẩn nhìn thấy một nhân ảnh huyền lập trên không trung, quả nhiên thành công vượt qua tam tai. Soát, bộ hạ Tử Lôi biến trở lại ba đạo Tử Lôi, quay về đế quan. Tử Lôi chân nhân nhắm chặt hai mắt, lăng không ngồi xếp bằng. Khí tức của Tử Lôi chân nhân lộn xộn, cường đại hơn trước. Trong quá trình tam tai ra thân, Tử Lôi chân nhân từng bước đến gần thiên đạo, linh quang liên tiếp thoáng hiện, cảm ngộ đại đạo càng thêm sâu sắc. Không kịp sắp xếp những cảm ngộ kia, Tử Lôi chân nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nên đón tâm ma kiếp. Y há lại nghĩ đến, theo cảnh giới kéo lên, thiên đạo ma âm đang chờ. Trong lúc đó, tiếng rít cực kỳ sắc nhọn, như một thanh đao nhọn đâm lên nguyên thần của Tử Lôi chân nhân. Tựa như người nào đó đang không ngừng gào thét bên tai, nỉ non quỷ dị, nghe kỳ lại không phải thế. Nói đúng hơn thì như ma âm, trực tiếp vang lên từ đáy lòng, công kích tinh thần của Tử Lôi, uy lực đáng sợ. Tâm thần của Tử Lôi chân nhân bị trọng kích, bất ngờ không đề phòng, phun một ngụm máu tươi, rơi vãi trời cao. Toàn trường kinh hãi, thời khắc này, Tử Lôi chân nhân đột nhiên hiểu. Đường đi tiên điện đoạn, hóa thần vô tung, nguyên lai, thiên đạo ma âm. Sắc mặt Tử Lôi chân nhân trắng bệch, nhưng lập tức rơi vào vô biên huyễn cảnh, tâm ma kiếp đã tới. À. Trên không trung đột nhiên vang lên tiếng giống thê lương. Tần Tang bản tôn đang phá giải cấm chế trên đại môn thạch ốc, thần sắc khẽ động ngẩng đầu. Lão ni đình chỉ lui lại. Người đứng xem đều bị tiếng giống kinh trụ, ngơ ngác nhìn trời cao, thấy tia máu, thấy lôi bảo bị xé rách, đế quan rơi xuống. Nhân ảnh kia thổ huyết. Ẩm. Bát Cảnh Cung đang phóng xuất hỏa trụ cao trăm trượng, ngọn lửa trong đăng trong nháy mắt tắt, uy năng tiêu hao hầu như không còn, chẳng khác nào tự bạo bản mệnh pháp bảo. Râu tóc của Tử Lôi chân nhân tung bay, toàn thân đẫm máu, nhìn như kẻ điên, ánh mắt mê mang điên cuồng, thất tình lục dục thay nhau hiện lên, bị tâm ma kiếp và thiên đạo ma âm xâm nhiễm. Trước khi triệt để trầm luân, Tử Lôi chân nhân cưỡng ép dãy dụa giành lại một tia thanh minh. Thời điểm bị thiên đạo ma âm công kích, Tử Lôi chân nhân minh bạch, bản thân không cách nào vượt qua kiếp nạn lần này. Nhưng y không thể cứ trầm luân như vậy, không có thời gian hối hận, không có thời gian chửi mắng lão thiên, không kịp sinh ra ý nghĩ hối hận và tiếc nuối. Y phải nhắc nhở sư đệ, nhắc nhở hậu bối đạo môn. Không mù quáng đột phá, đi theo gót chân của y. Y không tiếc tự hủy bản mệnh pháp bảo, mượn nhiều thống khổ công kích tâm thần, tranh thủ một chớp mắt, liều chết truyền tin tức lại. Cẩn thận thiên đạo, Tử Lôi chân nhân gầm thét, thế nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, cỗ lực lượng kia rất quen thuộc. Phật môn, Tử Lôi chân nhân trừng to mắt, muốn rách cả mí. Một tiếng thở dài truyền đến. Đan Vũ đạo hữu đã theo tiên điện phi thăng thượng giới, thiên đạo bởi vậy sinh biến.
Bần tăng sẽ cho Bát Cảnh Quan một công đạo. Tuệ Quang Thánh Giả áy náy lên tiếng, lão khó khăn lắm đuổi đến, ẩn thân bên trong pháp kiếm sát trận, không hiện thân. Lão chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, mắt lộ tiếc hận. Tử Lôi chân nhân còn muốn nói, nhưng thiên đạo không cho phép. Một khắc cuối cùng, Tử Lôi chân nhân nhìn thấy cảnh tượng Hạc Cao sư đệ bay đến đỉnh Đế Thụ Sơn, thần sắc tràn đầy lo lắng, hô hoán sư huynh. Sau đó ý thức triệt để trầm luân. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trời cao, nhìn thấy chân nhân đạo môn, tư thái quỷ dị, ngũ quan vặn vẹo, khi thì kêu thảm, khi thì cuồng tiếu, khi thì gầm thét, khí tức cực tốc rơi xuống. Trong lòng mọi người đồng dạng hiện lên một câu, không thể nào. Đạo môn luyện tâm, không kém Phật môn, Bát Cảnh Quan càng không thể thiếu bí thuật rèn luyện tâm cảnh. Quán chủ Bát Cảnh Quan, thủ tọa đạo môn, đạo tâm không kiên định, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng sự thật đã như thế, bọn hắn không thể không tin. Hôm nay, Nam Man biến đổi lớn, Tử Lôi chân nhân vẫn lạc khi độ tâm ma kiếp, toàn bộ di phủ vắng lặng. Bi thương, tiếc hận, hoảng sợ, mừng rỡ, cười trên nỗi đau của người khác, cảm động lây, nhiều loại tâm tình nổi lên. Đám người hồi tưởng những năm qua, Trung Châu phát sinh đủ loại đại sự, muốn tìm kiếm nguyên nhân. Lời đồn tu sĩ hóa thần gặp chuyện không may, bây giờ đủ để xác nhận. Nếu không, Tử Lôi chân nhân không cần vội vàng như thế, muốn phá quan độ kiếp trong khi tinh thần không yên ổn. Một tiếng thở dài vang lên, nóng vội, thật đáng buồn, đáng tiếc. Các bạn vừa nghe xong tập 241 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.